là mình đang khắc phục kỹ thuật trước. Thì kỹ thuật á, kỹ thuật á, mọi người sẽ thấy là nếu mà các bạn không có kỹ thuật đúng thì các bạn chụp 100 tấm nó cũng xấu. Ha, phải lưu ý kỹ thuật trước. Cầm máy như thế nào? Thì cầm máy, Sam chia sẻ lại lần nữa. Thì đầu tiên là mình chuyển qua chế độ chân dung. Thứ hai là mình, ví dụ như Sam đi, thì Sam không cần phải canh, vì mình đã chụp chuyên nghiệp rồi. Nhưng với các bạn á, các bạn sẽ lấy điểm nhấn là đâu? Các bạn sẽ đặt cái camera này nè, ngay tầm mắt của bạn nữ này. Sau đó mình lùi ra xa, các bạn thấy nè, lùi ra xa nha. Lùi ra xa. Tại vì á, là khi nãy mấy bạn thực hành á, Sam thấy rất nhiều bạn á, là vẫn để điện thoại đây. Mọi người thấy thấp không? Khi mình cầm, mình chụp, mình không thấy được. Các bạn lưu ý nha, các bạn chụp các bạn không thấy, người khác thấy. Thì khi các bạn chụp chân dung, đặc biệt các bạn không nên chụp thấp hơn. Thì thấp hơn này các bạn thấy nè, góc này là chỉ lên, mình thấy là mặt bạn bị to. Các bạn thấy không? Mặc dù là ống chân dung. Cho nên á, là mình đặt ở ngang tầm mắt của bạn nữ và mình lùi ra xa. Lùi ra. Đây, và mình hơi chúi camera xuống 10-15 độ. Để chi? Để mặt thon nè. Bây giờ mình để cái góc thẳng nha. Các bạn thấy nè, một tấm góc thẳng và một tấm hơi chúi xuống. À, các bạn thấy nè. Với cái tấm chúi xuống á, thì mặt sẽ thon hơn rất là nhiều. Còn tấm thẳng mặt to. Đây, đây tấm thẳng nè. Các bạn thấy không? Nên là mình đặt đầu tiên là vị trí đặt camera cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn đặt sai góc thì các bạn chụp không đẹp. Đó lý do tại sao á, nhiều bạn chụp rất có tâm nha. Ở đây nãy mình thấy ai cũng lên chụp có tâm hết. Chụp khí thế luôn nhưng mà hình ra chưa đẹp. Rồi bây giờ em thực hành lại đặt camera như nãy nha. Lý do tại sao xài điện thoại của anh đó là bởi vì để cho mọi người thấy thôi. Ha. Rồi, mình đặt ngang tầm mắt nha. Dạ. Đặt ngang tầm mắt. Mọi người thấy không? Lùi ra là bị thấp hơn đó. Em đang bị thấp hơn. Em làm lại. Em phải giữ luôn cái điện thoại nó ngang cái tầm mắt luôn. Mình để đâu là mình... Rồi, đó, mình lùi ra giữ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, hơi chúi điện thoại xuống chút xíu nè. Rồi. Ủa, chuyển qua chân dung. Từ từ. Không, 7X á, 7X á. Đây nè. Rồi, nhấn vô. Rồi, đúng rồi. Làm lại. Rồi. Đúng rồi. Rồi, mình đừng có để á, phần đầu này dư nhiều quá. Mình chúi điện thoại xuống chút xíu. Rồi, đó. Rồi, bấm chụp đi em. Mình lưu ý nha, khi chụp chân dung á, mình đừng để phần đầu này dư nhiều quá. Đây, em sẽ canh nó, cái đầu á, trong khoảng như thế này là được. Nè, ha. Mình thấy như thế này được. Đừng có để dư như thế này. Hoặc đừng có cắt cái đầu. Đó. Ha, đây. Rồi, em chụp đi. Lưu ý các bạn á, là tại sao phần này phải chia sẻ rất là kỹ như vậy. Bởi vì á, nếu ánh sáng xấu mà góc mặt đẹp thì khách hàng vẫn hài lòng nha các bạn. Ánh sáng đẹp chỉ là làm tô thêm cái đẹp cho cái bức hình thôi. Còn góc xấu thì miễn bàn luôn. Mình chụp mặt xấu quá rồi làm cái gì mà cứu được, đúng không? Chỉnh sửa cũng không được. Photoshop cũng không được luôn. Rồi, là tương đối chuẩn rồi nha mọi người. Ok, cho bạn một tràng pháo tay nha. Rồi. Thiết nghĩ là trước khi chúng ta bấm nút chụp thì các bạn có thể báo cho mẫu biết nha. Để mẫu diễn theo. Cao lên, bị thấp rồi. Đúng rồi, rồi. Đó, lùi ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Đừng để trên đầu dư quá nhiều. Rồi, đúng rồi. Rồi đó, mình đợi mẫu diễn đi. Rồi, có bạn nào chưa hiểu về cái cách chụp này nữa chưa? Tất cả hiểu hết chưa? Còn cánh tay là còn tiếp tục nha. Chừng nào mà hết, mọi người hiểu hết được là mới tiếp tục qua phần sau. Tại vì sao? Tại vì phần này là cực kỳ quan trọng. Mọi người phải hiểu là nếu mà góc chụp bị xấu rồi á, thì không còn nói tới chuyện khác nữa. Tại mặt không đẹp rồi thì người ta đã không hài lòng rồi. Rồi, tới cái chuyện mà canh biểu cảm. Thì mình thấy không? Ngay cả một cái bạn nữ xinh đẹp như thế này á, nghĩa là bạn bước qua một cái bước đầu tiên là biết canh góc chụp rồi. Nhưng mà vẫn có những tấm
nó như thế này. Ha, nhưng mà yên tâm, đừng lo. Lý do tại sao? Các bạn á, cứ chụp liên tục, chụp càng nhiều càng tốt. Tại sao? Bởi vì á, là người ta sẽ không thấy những bức ảnh xấu của bạn. Cái quan trọng nhất là sau cái chụp này các bạn có một tấm đẹp là đủ rồi. Các bạn hiểu không? Và Sam thấy là rất là nhiều người ngại bấm nút chụp ảnh. Nghĩa là canh thì là canh luôn mà bấm con tấm à. Các bạn lưu ý nha, mình chụp nhưng mà phải chụp đúng nha. Giống như hồi nãy mà chụp sai á, chụp sai cách á, bị méo người á, thì 1.000 tấm là cũng xấu. Nhưng mà khi các bạn đã hiểu được cách chụp rồi đó, thì cái còn lại các bạn là nắm bắt được khoảnh khắc của cái người được mình chụp. Thì các bạn phải chụp nhiều. Thì chụp nhiều á, thì các bạn sẽ lựa ra 1-2 tấm đẹp nhất thôi. Thì các bạn post Facebook thì nó sẽ hấp dẫn. Bởi vì á, là người ta không thấy các bạn chụp ảnh đẹp đâu. Ví dụ như ảnh xấu đâu. Ví dụ như Sam đi. Thì trước khi mà Sam bắt đầu chụp ảnh cưới á, thật ra Sam chụp xấu banh luôn. Khi mà Sam chụp một bộ ảnh cưới á, Sam chụp tới 3.000 tới 5.000 tấm lận. Mà hỏi các bạn nha, 3.000, 5.000 tấm mà lựa ra 40 tấm thì chắc chắn có anh đẹp không? Đúng không? Thì chắc chắn là mình sẽ có anh đẹp. Thì các bạn, nhưng mà các bạn phải biết cách chụp. Còn các bạn chụp mà 5.000 tấm mà đều cắt đầu, cắt chân hoặc là bị méo người đó, thì các bạn không lựa được. Thì cái quan trọng là khi các bạn có kỹ thuật cơ bản rồi, các bạn chụp nhiều, chắc chắn các bạn sẽ có được ảnh đẹp. À, rồi bây giờ em làm lại là một lần nữa mà em chụp á, nãy bạn này, bạn nào chụp tấm này? Bạn nam đúng không? Thì em chụp nhiều đi, em chụp khoảng 20 tấm đi. Thì em lựa tấm ưng ý nhất nha. Đó, thì bây giờ bạn đó là chụp liên tục rồi đó. Thì chắc chắn là trong khoảng 10-20 tấm này là sẽ có một tấm ảnh đẹp. À, và thật ra đây là các bạn phải hiểu là mình đang chụp với một bạn rất xinh đẹp nha. Thì cái độ khó của mình khi mà chụp cho khách hàng của mình nó phải là cái game nó phải khó hơn nhiều. Cho nên các bạn phải tự tin chụp cho bất kỳ ai đều phải đẹp hết. Thì đầu tiên, cái bí quyết đầu tiên mình là gì? Mình chụp bất kỳ ai mình phải hỏi họ là góc mặt của họ thích là góc nào. Nếu mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa biết canh góc thì mình hỏi họ. Thật ra các bạn make up ở đây á, là các bạn có rất là nhiều thời gian để mà trao đổi với khách hàng. Trong thời gian mà make up các bạn có thể hỏi là họ chụp như thế nào, góc mặt nào đẹp. Mình rất là nhiều thời gian để hỏi ha. Và thứ hai là khi mình chụp xong, mình make up xong mà mình không có tác phẩm đẹp á, thì rất là uổng. Đó là một cơ hội để mình quảng bá cái dịch vụ của mình. Rồi, nhìn thấy là đẹp rồi đó. Rồi ok, cảm ơn hai bạn nha. Cho chạm pháo tay nha mọi người. Rồi, mọi người, khoan, cho ý kiến, phát biểu cái. Thì em cảm thấy tự tin hơn chưa? Đi nhà em đi. Không, ý tự tin thì chụp hình được chưa? Dạ, sao khoan, quay qua đây. Rồi, sau khi mà mới qua hai bước như vậy thì chị cảm thấy là mình tự tin hơn hồi nãy chưa? Dạ, tự tin hơn được 50%. Hơn 50%, vậy 50% còn lại là sao chưa tự tin vậy? Còn chỉnh hình nữa. Chỉnh hình nữa hả? Rồi. Tiếp theo thì chắc là phải mời thầy rồi. Dạ. Dạ không về chỗ mà. Dạ. Về chỗ nhận quà. Rồi. Cảm ơn chị. Ok, thì cái bước quan trọng là chụp đúng rồi. Các bạn đã nắm được phần chụp đúng ha. Rồi bây giờ sẽ tới phần chụp đẹp. Ví dụ như đây là một môi trường rất là khó. Bởi vì sao? Phía sau nó sáng. Các bạn chụp á, các bạn sẽ thấy nãy giờ nó ám xanh rất là khó chịu. Ha, cái hình nè. Mình thấy da nó tái, rất là khó chịu. Mà thật sự là đây không phải là vấn đề mà hiếm gặp nha. Bởi vì là đặc biệt là khi mà bạn chụp mà tới nhà của cô dâu hay là này nọ mà có gạp xanh, gạp đỏ, gạp vàng gì đó là coi như quá trời màu sắc luôn. Ha, mặt ở trong cái nhà mà thiếu ánh sáng. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì sau khi mà mình đã nắm được cái phần cơ bản về góc chụp á, thì bây giờ mình qua tới phần ánh sáng. Ánh sáng thì có rất là nhiều loại và các bạn sẽ thấy tại sao mà người ta chụp ánh sáng rất là đẹp mà mình chụp mình cũng xài đèn. Sao biết là gần như là tất cả các make up đều có cái đèn tròn tròn hết đúng không? Ở đây ai không có đèn tròn tròn giơ tay chứ, đèn tròn tròn là chắc ai cũng có rồi. Ở đây đó, chỉ có vài người không có đèn tròn tròn nữa thôi. Nghĩa là ở đây là gần cả ngàn người đều có cái đèn hết. Chưa có thì kiếm Thanh Phạm mua. Rồi, mọi người sẽ thấy
là bây giờ á, là các bạn cũng có. Mà lý do tại sao mình chưa chụp đẹp được đẹp thì hôm nay Sam sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao nha. À, nhờ MC cầm giùm cái điện thoại. À không, lấy cái chân của anh. Cái chân điện thoại. À, lấy cái chân nhỏ trong cái ba lô của em. Trong ba lô có cái chân nhỏ nữa. Mình đã thấy nha, bây giờ là bị ám xanh nha. Hình rất là xanh. Thì làm sao để thay đổi? Thì chút xíu Sam sẽ chia sẻ các bạn á. Các bạn thay đổi được màu da của bạn nữ này luôn, thành trắng hồng luôn, ngay từ hình gốc, không cần phải sử dụng app luôn. Thần kỳ vậy luôn á anh. Ờ, thần kỳ lắm. Với dụng cụ hỗ trợ này là mình có thể canh theo cả chiều cao của mẫu sẵn luôn phải không anh? Dạ. Rồi, bây giờ mình không quan tâm tới góc mặt nữa ha. Bây giờ mình quan tâm tới ánh sáng nha. Thì nếu mà trường hợp các bạn tới nhà của cô dâu thì chắc chắn các bạn không thể ghim được cái đèn mà tròn tròn to to của mình đi được đúng không? Rất bất tiện. Thì đây là cái đèn nhỏ nhỏ này của Thanh Phạm gửi nè. Rồi, cái đèn nhỏ nhỏ này thì thực sự á, là các bạn á, là sẽ thấy á, là gần như 99% các bạn makeup đều có đèn nhưng chưa biết sử dụng đèn. Thì hôm nay các bạn hơi tự tin ra ngoài nói là tôi biết xài đèn nha. Rồi, khi mình có cái đèn vào thì cái đèn này á, nó không chỉ á, là thay đổi về độ sáng nha. Mình thấy nè, không có đèn mặt mình sẽ thấy là bị hóc nè, do là ánh sáng gắt. Thì bây giờ có đèn thì mình sẽ thấy là mặt đều hơn. Và bây giờ á, với cái đèn nhỏ nhỏ này á, thì mình sẽ làm được cái gì? Mình sẽ tìm hiểu thông số. Gần như á, là những cái đèn RGB, cái này gọi là RGB nghĩa là đổi màu được á, nó sẽ có thông số ở đây là gọi là cân bằng trắng. Bây giờ Sam sẽ ví dụ cân bằng trắng cho mọi người. Mọi người thấy là ánh sáng màu trắng đó không? Ánh sáng màu trắng đúng không? Thì mình đổi cái cân bằng trắng này á, thì nó sẽ đổi màu của ánh sáng. Đây, người thấy là bây giờ ánh sáng nó chuyển qua màu vàng, đúng không? Thì ví dụ như trong môi trường ám xanh, thì mọi người sẽ chuyển qua ánh sáng màu vàng. Do màn hình nha mọi người, chứ còn ở đây là nó đã hồng lại. Nghĩa là nếu mà môi trường của mình bị ám xanh, thì mình sẽ dùng cái đèn màu vàng để cân bằng lại cái da. Vừa thấy nè, đây, ha, xanh ha. Thì khi mình đưa màu vàng lên, mình thấy cái da ấm hơn. Ở đây mọi người nhìn mắt dễ hơn, tại vì cái màn hình này nó rất là bị ám xanh. Thì hoặc là nếu mà các bạn vào môi trường mà đèn vàng không thì các bạn sẽ chuyển qua cái ánh sáng màu xanh giống như thế này. Thì khi các bạn sử dụng cái ánh sáng này nó cân bằng lại cái da thì mình sẽ có da nó đẹp hơn. Thì với cái đèn nhỏ này nè là các bạn tiện ở chỗ á, là các bạn đi đâu cũng mang theo được. Nhưng mà tất nhiên nha là nó không phải là đẹp bởi vì nhỏ. Thì mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là sự khác biệt với đèn nhỏ và đèn lớn. Cho thầy mượn cái đèn ring led. Dạ, anh ơi cho em xin phép là mình đổi macro chút xíu nha. Cả nhà ơi, trong lúc mà anh Sam đang giảng cho mọi người, nếu như chúng ta có câu hỏi gì thì mọi người cứ ghi lại hoặc là đặt câu hỏi trực tiếp cho anh. Cho anh Sam thì Hưng sẽ di chuyển xuống bên dưới và đưa micro cho mọi người ha. Chúng ta tranh thủ bởi vì ảnh hot lắm, lịch giảng là kín mít nè, nên là cũng không dễ để gặp được anh Sam đâu. Nên là tranh thủ cơ hội ngày hôm nay, có câu hỏi gì liên quan đến việc nhiếp ảnh, chụp hình cho cô dâu, cho sản phẩm, cho mẫu các kiểu á, thì mọi người cứ đưa tay lên mạnh đặt câu hỏi. Rồi, cảm ơn. Rồi, đây là cái đèn mà gần như là mọi người đều có ha. Tất cả khán phòng chỉ có 1-2 bạn không có.
Thì đây là khi mình sử dụng cái đèn này ở tình huống nào á, là lý tưởng là mình đang ở studio, đang ở nhà của mình, studio của mình. Mọi người lưu ý cái đèn này á, nó cũng có cái cân bằng trắng giống như là cái đèn khi nãy. Các bạn thấy không? Nếu mà đèn nào mà không có cái thay đổi màu sắc được á, là đèn nó hơi dởm á, nên mua đèn mới nha. Ở đây có đèn của ai mà không có thay đổi được màu sắc không? Rồi, có một bạn thôi. Vậy là tất cả là đèn xịn hết. Chúc mừng các bạn nha. Giờ mình chặn vào tay. Mua đúng hàng. Rồi. Thì các bạn trước đây cũng có cái đèn này nhiều rồi, nhưng mà các bạn chưa biết xài. Thì bây giờ á, các bạn sẽ lưu ý á, là mình có thể thay đổi màu da của người chụp thông qua cái đèn này. Nó phụ thuộc vào ánh sáng môi trường của cái phòng của mình. Nếu phòng mình màu xanh thì mình đưa cái màu vàng, tùy đậm hay nhẹ là tùy cái thực tế nha mọi người. Nó sẽ không có quy chuẩn, mà mình tùy vào cái phòng mình màu xanh. Còn nếu mà phòng mình á, màu vàng nhiều quá thì mình phải sử dụng màu xanh trắng xanh này để nó cân lại cho cái da. Thì khi mình hiểu được cái tính năng này á, là mình sẽ có màu da đẹp hơn. Rồi, thì á, nhưng mà mình sẽ thấy là gì? Cái đèn backup này á, nó có một cái hay là trong mắt á, nó một có cat line á, ring line rất là đẹp, tròn ha. Nhưng mà khuyết điểm nó là gì? Mọi người ở đây xài nhiều á, thì ai có thể cho Sam biết là khuyết điểm của đèn này? Xin một cánh tay đây. Dạ, em hay gặp trường hợp á, là khi mà em zoom để em chụp á, là nó chỉ sáng có một chỗ rồi xung quanh nó không có sáng, mà nó rất là nhòe, cái hình nó áp cái màu rất là ghê luôn. Rồi, nếu mà áp ghê thì em có tưởng tượng nguyên nhân không? Tưởng tượng thôi nha, chứ em chắc là chưa biết, nhưng mà cái suy nghĩ đi, mình suy nghĩ nó là do cái gì? Em mới đầu thì em nghĩ là do em chỉnh cái chế độ, cái độ nét của cái điện thoại nó cao quá. Có bạn hôm bữa kêu là sẽ giảm cái độ nét HD lại, thì nó giảm lại được một ít thôi, chứ nó vẫn rất là màu, nó không có ra đúng màu. Rồi. Cảm ơn cho bạn chặn khóa tay mọi người. Rồi, còn có ai có ý kiến khác của bạn này không? Ở đây tất cả mọi người đều có đèn này mà, mọi người đều xài mà, mọi người phải có vấn đề chứ. Có quà tặng nha mọi người, MC sẽ gửi quà tặng nha. Với lại là có thể mọi người hơi ngại, nhưng mà mọi người lưu ý nha. Khi mình tham gia cái buổi này nè, thì Sam đang chia sẻ cho mọi người cách để mình làm thương hiệu cá nhân qua mạng xã hội. Là các bạn lên đây đứng, dành một giảng của giảng viên luôn. Mình càng thể hiện cái khát khao, cái mong muốn của mình á, trong việc giống như là bạn Thuyên có chia sẻ, tiến bộ, thay đổi, thì mình mới dẫn tới thành công được. Cho mọi người đừng có ngại chia sẻ cái thắc mắc của mình. Bởi vì á, giống như bạn MC nói là nếu mà sao hôm nay là hỏi là đâu có hỏi được đúng không? Ở đây, trong lúc này, các bạn có thể hỏi bất kỳ vấn đề nào về chụp ảnh của makeup, cách ánh sáng làm sao để cho đẹp hơn, thì các bạn hãy đưa ra những câu hỏi đi. Nó có thể giúp bạn thay đổi luôn cái công việc của mình, làm cái công việc của mình trở nên tốt hơn, thú vị hơn, nhiều khách hàng hơn, hấp dẫn hơn. Rồi, có một cánh tay. Bên nào trước vậy anh? Em thấy hai bên. Rồi, em chạy đi, em chạy nhanh bên nào, em đưa bên đó. Dạ. Anh cho em hỏi là khi mà cái điện thoại của em á, thì có một bạn thì chỉ em chụp cái app như thế này, bỏ cái ánh sáng như thế này, một bạn chỉ ánh sáng khác. Nhưng mà khi mà em cân bằng nó, em thấy nó một cái nó vàng quá, một cái nó tối quá. Em không biết làm sao cho nó đều lại là sao anh? Rồi, mời em lên đây luôn.
À, buổi này nha mọi người lưu ý, Sam sẽ là người huấn luyện cho mọi người để mọi người tự tạo ra thay đổi. Sam sẽ không cầm chụp. Ví dụ như em bị vấn đề gì thì bây giờ em cứ làm đi, xong anh sẽ hướng dẫn em cách để em điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp. Em sử dụng điện thoại này tại vì để những người khác thấy á. Ừ, bình thường em làm và em không thấy không hài lòng ở chỗ nào thì em cứ chia sẻ, để mà ở đây là có cả ngàn người giúp em luôn. Rồi, thì theo em thấy là bức ảnh này bị gì? Nếu em chụp xong. Cái ảnh của em nó quá chói luôn anh. Trong, nếu mà thuật ngữ mà nhiếp ảnh á, nó gọi là biết gì không mọi người? Là ánh sáng gắt á, là bị chóa, rất khó chịu. Ha, thì cái mong muốn em là gì? Em muốn cho nó đều lại. Rồi, mong muốn sáng mịn ha. Rồi, một cái mong muốn ánh sáng mịn. Rồi, còn ai có mong muốn gì nữa không? Rồi. Em muốn là em hỏi là ví dụ giống như là nếu mà mình chụp hình mình đẹp á, mình cảm thấy mà nó bị bệt nguyên một cái gương mặt đó, thì nó bị mất đi cái khói trên cái gương mặt của người mẫu hoặc cô dâu của mình. Và tất cả những cái điểm bóng này nọ thì nó không tôm được lên á. Thì em muốn tìm hiểu là giống như là cái cách set đèn nó như thế nào để nó hiện lên những cái vùng line, đặc biệt là những cái vùng line với vùng shadow nó tách biệt nhau để ra gương mặt của người mẫu hoặc cô dâu nó rõ nét hơn. Rồi, cho bạn chạm pháo tay nha mọi người. Đây là câu hỏi rất là hay. Tại vì bạn đã đặt được câu hỏi là làm sao để highlight shadow nó cân bằng, làm sao vẫn được khói nhưng mà da vẫn trong mịn. Ha, đó là điều mà các makeup đều mong muốn. Rồi, thì còn ai có vấn đề nữa không? Thấy rất nhiều cánh tay nha. Hồi nãy là không ai hỏi mà giờ quá nhiều cánh tay luôn nè. Đây, tiếp. Ở đây Sam tới đây để giúp đỡ mọi người dựa trên cái vấn đề của mọi người. Dạ. Chứ không phải là vấn đề của Sam. Ha, nên mọi người cứ đặt câu hỏi. Em muốn hỏi là nhằm bị đèn chụp á, hay là bị mặt một léo dưới đèn đánh vào mặt ấy, thì mặt trắng, còn tay chân và cổ thì bị đen á, thì sao cho ánh sáng nó đều lại á. Rồi, ok, câu hỏi rất là hay. MC nhớ nói lại câu hỏi nha MC, giải quyết từ vấn đề nha, sau khi mà hết buổi này là tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng mà không hỏi là lát là hết giờ hỏi là không giải quyết được nha. Dạ, xin nhờ ban tổ chức nốt hộ. Rồi, xin mời câu hỏi ở khu vực phía bên dưới, cho anh xin phép anh Hoàng. Dạ, thầy cho em hỏi là khi mà em tới nhà cô dâu chụp hình thì cái tông da của cô dâu không quá đen nhưng mà sau khi chụp lên nó rất là đen luôn. Làm cách nào để cho nó được cái tông da trắng và cái makeup đẹp như mình làm ở ngoài ạ? Rồi, ok. Câu hỏi rất là hay. Đây là nỗi đau của các bạn makeup. Nếu ở nhà mình có đèn đuốc đầy đủ thì nó dễ hơn, đúng không? Đẹp hơn. Còn bây giờ ra chỗ sân nhà của người khác thì làm sao? Rồi, dạ. Nếu mà không ai có câu hỏi nữa là mình sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi này nha mọi người. Dạ, còn một câu hỏi ở bên cánh phải nè. Dạ. Anh Sam ơi, cho em hỏi là khi mà em chụp hình khách hàng hoặc là cô dâu ở trong cái phông á anh, nó thường bị ám cái bóng ở phía sau anh. Rồi, cho ám bóng phía sau. Dạ. Ok. Cho em khắc phục. Dạ, đây còn một câu hỏi nè. Dạ, cho em hỏi là cái cách để mình định hình được khung hình mình chụp, lúc nào thì mình chụp từ cổ lên, lúc nào thì mình chụp từ dưới thân hình lên ạ? Và căn ánh sáng bắt đầu từ đâu ạ? Rồi, câu hỏi rất hay luôn. Thì đầu tiên sẽ trả lời câu hỏi của bạn này trước nha. Bắt đầu từ đâu? Ví dụ như mình chỉ muốn chụp cái đầu không, thì cái cách ánh sáng nó sẽ khác với chụp nửa người. Bắt đầu trên cái đèn mà mọi người đang hay có nha. Và mọi người sẽ thấy là cái đèn này nó thực sự nó không có tốt, nhưng mà mình sẽ sử dụng trên cái mọi người trước và sau mình sẽ đưa giải pháp cho mọi người. Mọi người sẽ tìm hiểu là tại sao mọi người chụp chưa đẹp. Thì đầu tiên là cái đèn này. Bây giờ nếu mà muốn chụp gần mà chụp chỉ có mặt thôi, em cho cái màn hình nha, chụp mặt thôi thì mình sẽ là ví dụ như chụp cái đầu nè, đầu là vậy đúng không, hay là muốn gần hơn em về được chưa? Người thấy là về được chưa? Ok. Thì mọi người sẽ thấy á, là nếu mà mình chụp gần thì đèn mình phải gần. Nhưng mà khi đèn gần thì mấy bạn sẽ thấy một vấn đề gì phải ra?
nó vấn đề xảy ra. Khi đặt đèn gần vậy, nó vấn đề xảy ra. Nè, mình thấy gì là vấn đề xảy ra? Em thấy là vấn đề giống như câu hỏi ban nãy của anh đó là cái gương mặt của mẫu bị bệt. Đúng rồi, không mịn đúng không? Dạ, và đánh sáng. Rồi, thì á, bây giờ á, là đó là một câu hỏi, một vấn đề là mấy bạn sẽ thấy là nó bị gắt, bị chát. Thì bây giờ mình sẽ phải thay đổi cái độ sáng của cái đèn này xuống. Nè, hồi nãy là vậy nha, mọi người. Rất là gắt đúng không? Sau khi mình tối xuống, mình tắt cái đèn này luôn đi. Tắt cái đèn này. Dạ, xin nhờ bên nhà hàng tắt giúp em. Rồi. À, mọi người sẽ lưu ý là đôi khi có những ánh sáng không mong muốn nó tác động vào gương mặt của bạn nữ. Bây giờ mình trước tiên mình tắt cái đèn này đi nha. Rồi mình mở lại cái đèn kia. Mở cái đèn kia. Mình thấy nè. Bây giờ là nó không có đèn đúng không? Nó tối đúng không? Bây giờ mở cái đèn kia lên xíu. Mình thấy nè, ánh sáng là nó bị đổ bóng không? Nó không đẹp đúng không? Mình tắt cái đèn đó đi. Rồi mình mở cái đèn này lên. Thì với ánh sáng này mình thấy là chát đúng không? Thì sau khi mình giảm, mình sẽ phải giảm lại. Đó, thì nó sẽ đỡ hơn. Mình thấy là bây giờ đỡ chát hơn rất là nhiều rồi. Và mọi người á, là sẽ thấy một vấn đề như này nè. Thật sự nha, với cái đèn này mọi người chỉnh làm sao đi nữa thì nó cũng sẽ bị như này thôi. Tại vì á, cái bản chất của cái đèn này á, là nó không đủ độ mịn. Cho lý do tại sao? Ở đây Sam sẽ chia sẻ với mọi người bản chất nó như vậy. Mọi người thấy cái cấu trúc của nó là hình tròn. Vì hình tròn á, nên là ánh sáng nó sẽ tròn. Và ở giữa này nó sẽ bị yếu và ngoài rìa nó mạnh. Cho nên là khi mình sử dụng, mình chụp thẳng vào mặt á, mình sẽ thấy nè, bây giờ Sam sẽ phân tích cho mọi người thấy, là người thấy nè, phần này bị tối, đúng không? Phần hai bên bay bị tối, hai bên này bị tối. Và ở giữa thì nó lại sáng. Tại sao ở giữa sáng? Bởi vì là những cái cạnh của cái đèn này nè, nó tác động vào cái mặt nhiều hơn. Rồi, bây giờ á, cho thầy mượn cái hát sáng. À, đợi chút xíu nha, các bạn lấy thiết bị xíu. Anh Sam ơi, như vậy là với cái thiết bị đèn này á, nó có giúp mình chụp phân rõ được cái vùng mà highlight, vùng đánh khối. Rồi ngoài ra đó là ví dụ như cái gương mặt của cô dâu, cái màu á, nó hơi bị chệch tông so với cổ và vai. Từ từ mình sẽ cho bạn hiểu nguyên lý của ánh sáng trước, rồi sau đó các bạn mới hiểu cách sử dụng. Thì ở ví dụ như trong trường hợp này nha, thì nếu mà bạn thấy là cái cổ này nó bị tối, thì các bạn có thể sử dụng một cái tấm này gọi là hắt sáng á, mình sẽ bổ sung ánh sáng vào. Này bạn thấy nè, đây không có hắt sáng nha. Ha, phần cổ bị tối ha. Đó, mình thấy cái cổ sáng hơn không? Nè, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn có thể thay đổi vị trí và cũng thay đổi hắt sáng được. Thì nghĩa là mình cân lại cái phần ánh sáng này. Cái hắt sáng này nó hai tính năng. Thứ nhất là nó bổ sung ánh sáng vào phần thiếu. Thật ra cái này mình không cần cầm nha. Mình đưa bạn này cầm cũng được. Em cầm giùm anh. Đó, bạn tự cầm. Rồi, bây giờ Sam sẽ bấm chụp một tấm. Rồi, em bỏ hắt sáng ra. Bấm chụp một tấm. Nè, mọi người thấy ha, đây là tấm mà không có hắt sáng. Là cái phần cổ này nó hơi tối. Hắt sáng nè, ánh sáng đều hơn ha. Ở đây á, là mình đang bị ám màu xanh nha mọi người. Màu xanh của môi trường xung quanh nè. Một xíu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn xử lý nó. Từ từ, phần ánh sáng này phải đi chậm bởi vì nó hơi là sẽ khá là phức tạp với mọi người. Rồi, mình sẽ thấy là hình nó vẫn chát, đúng không? Ánh sáng nó vẫn chát. Thì lý do tại sao? Là bởi vì cái đèn này nó chưa đủ độ mịn. Thì bây giờ á, nếu mà muốn giảm trên cái đèn này nha, nếu giảm trên cái đèn này, thì cái hắt sáng này nó có một cái tính năng nữa,
là nó có miếng phía trong gọi là tảng sáng. Đây, thì mình sẽ đặt cái tảng sáng này vào trước cái đèn mình. À, nhưng mà trong tình huống này á, thì mình lại bị che cái view rồi. Thì bắt buộc mình phải dời cái đèn mình ra xa hơn cái này. Dời ra sao? Thì khi mình dời ra sao á, là mình phải tăng độ sáng của đèn lên. À không, không, không được rồi. Nè, mình thấy gắt nè. Bây giờ các bạn nhìn màn hình nha, gắt nha. Đó, đỡ hơn nè. Ha. Cái màn hình này nó không phản ánh đúng nha mọi người. Nó bị sai màu với độ tương phản cao á. Chứ nếu nhìn trên điện thoại thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ làm mịn ánh sáng hơn và cái ánh sáng nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. À, mọi người thấy ha. Thì à, mọi người sẽ gặp vấn đề giống như vậy, nghĩa là mọi người chưa biết cách làm mịn ánh sáng. Thì mình có thể làm mịn ánh sáng bằng một cái này, nên nó hơi bất tiện là lúc nào chụp cũng phải có một cái này đi theo. À, thì bây giờ mình sử dụng thêm hai cái đèn khác. Hai cái đèn này thì nó chuyên dành cho chụp chân dung, cho nên là ánh sáng nó sẽ mịn hơn. Mình sẽ demo thử từng loại cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Rồi, bây giờ mình tắt cái đèn này nha. Đèn bên kia. Gắn dây bên kia. Rồi, nếu mà mình muốn thay đổi màu da, cái đèn này nó cũng có cái tính năng là độ cao luôn. Mọi người sẽ thấy á, là nếu mà mình muốn á, trắng trong hơn thì mình sẽ thay đổi cái phần cân bằng trắng này. Mọi người lưu ý nha, thì thông thường á, mình sẽ thấy á, là mình muốn là nó sáng giống như cái hình mình thấy trên mặt thực tế nha. Là không bị gắt đúng không? Mọi người thấy nè. Nhưng mà vô điện thoại mình lại gắt. Vô màn hình nó còn gắt hơn nữa. Thì cho nên đó là khi các chụp á, các bạn lưu ý là các bạn giảm cái độ sáng này xuống. Bạn phải thấp hơn bình thường. Rồi. Đây là mình đang chụp cam thường nha. Ví dụ như bây giờ mình chuyển qua app chụp. Ở sao nè, màn hình nó hiện lên tối. Này mọi người nè, mọi người chuyển qua app chụp nha. Người sẽ thấy á, là nó rất là đều sáng. Cái hình nó hơi bị... Cái màn hình này nó không đúng nha mọi người. À, thì nó rất là đều sáng. Thì đó là giải quyết được vấn đề của em lên coi nha. Tại vì cái màn hình này, sorry mọi người, là nó chất lượng nó kém quá. Nên nó hiện không đúng. Nhìn kỹ.
Đó, đúng không? Là đẹp như mong muốn của em không? À, đẹp nhưng mà em thấy nó cái vùng ven nó vẫn chưa có. À, vùng ven là tại vì mình chưa có đèn ven. Dạ, dạ, dạ. Từ từ. Mình sẽ xét đèn ven xa hoặc là mình sẽ sử dụng cái đèn ven là những cái đèn sau lưng của mình. Ở đây là do mình đang đứng đây, mình demo. Yeah. Rồi, thì muốn đèn ven á, thì mình sẽ sử dụng, ví dụ như là cái đèn nhỏ này là đèn ven. Hoặc cái đèn này là đèn ven thêm. Đây, em cứ bấm chụp nha. Xin lỗi mọi người. Em ai diễn? Rồi rồi. Đúng rồi, có cái đèn ven vô hay cái đèn nữa vô. À, mọi người lưu ý á, tại sao mà phải dạy từ từ? Bởi vì ở đây á là xuất phát điểm của mọi người khác nhau. Ví dụ bạn này, bạn đó thật ra là bạn đó rất là pro chuyên nghiệp rồi đó, biết sử dụng đèn ven luôn ha. Cho nên là mình đang giải thích phần đèn chính. Còn khi mà đèn ven á là ở đây nhiều bạn mà nếu mà đi nhanh quá các bạn sẽ không hiểu. Thì các bạn sẽ thấy nè, bây giờ giải quyết phần chính trước, cái phần chính là quan trọng nhất là ánh sáng trước mặt đẹp. Dạ, là em thấy là như vậy là đẹp chưa? Em thấy đẹp nhưng mà kiểu giống như nó hơi đều. À. Ví dụ giống như em là một cái người makeup kỹ về cái tác phẩm thì em mong muốn là cái sản phẩm của mình nó sẽ rõ nét về cái phần highlight shading hoặc là những cái vùng lai bóng hoặc là rồi những cái điểm nhấn trên rồi đường. Rồi, hợp ý em. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi một cái nữa là mình thay đổi vị trí của đèn. Yeah. À, ví dụ như em thấy đều đúng không? Bây giờ cất cái đèn này nha, bây giờ đang không xài cái đèn này. Để mọi người dễ thấy. Rồi, em cứ nhìn thẳng nha, mình lấy cái mặt thẳng trước thôi. Thì lúc này á là mình sẽ dời những cái đèn này ra bên chút xíu. Cái đèn này cũng vậy. Nghĩa là ở đây khi có hai đèn, mọi người lưu ý nha, hai cái đèn nó phải cân đối với nhau. Thôi mình sử dụng cam thường cũng được. Đó. Thì cái này á là khi ví dụ em thấy thế nào là bắt đầu mình sẽ điều chỉnh lại theo mong muốn của em. Em thấy như ánh sáng vậy được chưa? Cũng tạm được chứ chưa ok lắm. Ừ, em muốn cái nào? Ở đây á là Sam hướng dẫn mọi người tự làm cho mọi người. Mọi người tự làm được mới quan trọng chứ không phải là Sam chụp. À, thì sau khi bạn đã hiểu á, bạn nó sẽ tự làm được tức luôn. Tức là em có thể là set theo cái kiểu của em được không? Được, em cứ set theo kiểu của em. Tại vì em đi hơi nhanh á, bởi vì anh chưa giảng tới phần đèn backlight, nhưng mà em cứ set theo kiểu của em. Chắc một bên đây một cây nữa là được. Ờ, thêm một cây nữa. Vậy cái này để chính đi, còn cây kia để làng ven đi. Để cái kia lên, đánh làng ven. Trong quá trình này có bạn nào không hiểu không ạ? Nếu như trong suốt quá trình đang thực hành này có bạn nào không hiểu, cứ đặt câu hỏi ha. Dạ, xin mời ạ. Alo. À, tại vì thật sự ở đây thì đang trên sân khấu thì đang là hướng dẫn một cái cách setup đèn khác. Còn vấn đề của các bạn makeup đang ngồi ở đây thì rất nhiều người là không biết dùng đèn gì luôn nữa. Cho nên là em nghĩ là cái này thì sau đó nâng cao lên tí thì dạy thêm cũng được. Hiện giờ ví dụ như em hỗ trợ cho vợ làm makeup thì em đang quan trọng cái việc là cần những cái đèn như thế nào và chi phí nó như thế nào để tụi em có thể biết cách sử dụng ánh sáng để chụp mẫu thôi. Còn cái này thì nó, cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn. Thì tại vì trước khi bạn mà biết á, bạn cần cái gì á, là bạn phải biết hiểu được á, là đèn nó làm được cái gì. Và tùy, giống như mình nói hồi nãy, bạn có thể xài cái đèn rất là nhỏ cũng được, xài đèn to hơn là đèn các bạn đang có. Và những cái đèn này thì các bạn sẽ tùy vào ngân sách cũng như là mức độ đầu tư của mình mà mình phân phối làm sao cho phù hợp. Nghĩa là đèn nào chụp cũng được hết, nhưng chất lượng nó sẽ khác nhau. Ở đây mình đang tìm hiểu xem nếu mà nhiều đèn như vậy thì nó ra như thế nào. À, cái này mình chỉnh vàng hả? Hay là em muốn chỉnh sao? Trắng? À, em chỉnh hơi vàng. Ok, rồi. Giờ em đó. Em thấy ổn chưa? Em thấy cái chỗ nào mà em không giải quyết được thì anh sẽ giúp đỡ em. Và đây á, là Sam hướng dẫn cho mọi người tự làm cho mọi người để mọi người ra được cái mong muốn của mọi người.
Thì cái câu hỏi của bạn vừa rồi rất là hay luôn á. Thì giống như thường là tụi chụp hình á, thì tụi rất là mong muốn về cái phần tôn lên cái nét make up của mình. Không biết là mấy bạn ở đây như thế nào đó, tụi không biết. Tại vì có nhiều bạn thì make up rất đẹp, nhưng mà khi mà chụp lên các bạn nó bị mất đi những cái chi tiết trên gương mặt, đặc biệt là nó sẽ bị bệt. Thì cái đó là cái điều mà tất cả các bạn làm make up ở đây hầu hết là tất cả các bạn không thích ha. Thì giống như nhu cầu của em thì em thích thứ nhất là cái vùng highlight với vùng shadow nó rõ nét. Thứ hai là cái độ bóng, tại vì bây giờ là cái xu hướng bây giờ là cái điểm căng bóng. Thì cái đó là cái điều quan trọng nhất. Thì chỉ vậy thôi, ý em vậy thôi. Và theo em thấy là cái setup đèn như vậy là ánh sáng này em hài lòng chưa? Theo cái mong muốn hồi nãy của em, câu hỏi của em á. Em thấy cũng được, theo em là thấy là ok. Nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào cái vấn đề make up của từng bạn nữa. Đúng rồi. Tại vì cái này không phải gu make up của em, cho nên là em không có dám nhận xét mấy cái này được. Cảm ơn em rất là nhiều. Cái bạn này là bạn đó đã chắc chắn là đã nghiên cứu và đầu tư rất là nhiều vào những cái kỹ thuật mà chụp ảnh, đúng không? Nên bạn có một cái nhìn khác về, và thậm chí là các bạn bạn nó nói vấn đề rất là hay luôn, là ánh sáng sẽ thao tông make up của mọi người. Và cũng chia sẻ luôn là ở đây trong thời gian ngắn như vậy, mình có một buổi này thì cũng không thể chia sẻ hết tất cả các loại tông make up, set đèn như thế nào được. Cái này là nên là lý do tại sao Sam mới hỏi những câu hỏi của mấy bạn, để đưa ra những cái định hướng cũng như là hướng dẫn để mấy bạn tự làm theo cái ánh sáng mình mong muốn. Đúng rồi, cái này theo tùy gu make up của từng bạn á. Đúng rồi, giống như là nếu mà bạn thích mà style trong trẻo thì ánh sáng nó sẽ khác. Còn giống như em tên gì ha? Em tên Tịnh. Tịnh đúng không? Dạ. Bạn Tịnh á, thì bạn thích có shadow highlight, bạn nó thích tông tây hơn đúng không? Hay thích tông nào? Dạ, yeah, thì nói chung là nó đều đẹp là được, nhưng mà nó cũng cần phải có những cái điểm nhấn nhá trên gương mặt. Rồi, thì bạn đó thích hình nó chất hơn, thì nó lại theo một kiểu khách sát bên khác. Nên là không, thực tế mà nói nha, trong nghệ thuật nếu đúng, tại vì nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật á, thì nghệ thuật là không có đúng sai. Mọi phải lưu ý điều này nha. Make up cũng vậy luôn. Có thể bạn ở một gu khác bạn sẽ không thích cái kiểu make up này, nhưng mà ở một gu khác thì cái người make up khác rất đẹp bạn cũng sẽ không thích. Bởi vì giống như Sam cũng vậy thôi, bản thân nhiếp ảnh cũng có nhiều trường phái khác nhau, mình không thể mà gọi là yêu thích hết tất cả các loại trường phái nhiếp ảnh, cũng như là không thể mà đánh giá được hết. Có những bức ảnh thì bạn giống như là các bạn mà biết Picasso á, là cái danh họa nổi tiếng thế giới á, thật ra bản thân Sam xem cái bức tranh đó Sam không hiểu gì hết ha, nhưng mà những bức tranh đó bán vài chục triệu đô. Mọi người thấy con số kinh khủng không? Nếu mà nó không có giá trị, làm sao người ta bỏ số tiền lớn như vậy để mua? Thì cái chính á, là nếu mình chưa hiểu được nó thì chưa chắc nó là không đẹp. Cho nên mọi người lưu ý á, ánh sáng hay là make up thì đều là nghệ thuật, và nó cũng không có cái gì phân biệt rạch ròi đúng sai, quan trọng mình thích cái gì thôi. Cho nên là Sam muốn hướng tới số đông của các bạn là các bạn đang gặp vấn đề gì, và buổi hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó, chứ sẽ không thiên vào một tông nào hết, bởi vì nó không có nào là gọi là đẹp tuyệt đối, cũng không có nào xấu tuyệt đối. Nhưng mà góc chụp xấu là có nha. Ví dụ hồi nãy các bạn chụp dìm hàng bạn nữ này là có, đúng không? Tại vì sao? Mình là make up artist, nhưng mà mình cũng đồng thời là gì? Làm dịch vụ khách hàng. Thì khách hàng, mặc dù nó là không biết đúng sai, nhưng mà khách hàng á là người quyết định tác phẩm của chúng ta. Nếu khách hàng hài lòng thì là tác phẩm đẹp, đúng không em? Bây giờ ví dụ như một tác phẩm bạn làm ra ở đây 700 người chơi hết, nhưng chỉ cần khách hàng hài lòng đó là tác phẩm đẹp. Mười lúi rồi đó. Bởi vì sao? Mình làm cái tác phẩm là phục vụ khách hàng của mình mà. Mình mỗi 10 một gu và không có gì đúng sai hết. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Và ví dụ như là với Tịnh thì Tịnh sẽ không thích trong trẻo. Nhưng mà ở đây nè, cho hỏi thăm dò ý kiến cái nha. Ở đây bao nhiêu người thích chụp trong trẻo? Rất là nhiều ha, hơn nửa khán phòng luôn. Rồi ở đây là bao nhiêu người thích chụp tay giống bạn Tịnh? Hơi ít hơn. Đó, mọi người thấy không? Nhưng mà không có gì đúng sai nha mọi người, đúng không? Và tại sao mọi người thích trong trẻo? Tại sao mọi người thích trong trẻo? Bởi vì là như nè, trong trẻo nó sẽ dễ nhìn hơn, dễ bắt mắt hơn, và cái gu thị trường họ cũng thích hơn. Đó là lý do tại sao mà mình nhìn nhiều á. Mọi người lưu ý, cái gì mình nhìn nhiều mình sẽ thấy nó đẹp. Chẳng như iPhone đi, mỗi năm mà ra mắt á, là
bị chê mới, giống như hôm qua mới ra mắt là bị chê bảo đảm tơi tả, cái kiểu mới là bị chê tơi tả, nhưng mà vài tháng sau mọi người thấy ai cũng xài hết. Tại vì sao? Sau khi thấy người khác xài mới thấy ủa sao đẹp vậy? Cửa sau thấy cũng đẹp, cứ từ từ là thôi thúc mình phải mua. Mọi người lưu ý rõ nha. Và nó cũng không có nghĩa là những dòng điện thoại khác là xấu. Bởi vì là mình làm nghệ thuật, ở đây tất cả mọi người đều làm nghệ thuật, thì ranh giới giữa đúng sai hay là đẹp xấu nó không có ranh giới luôn. Bức ảnh, nếu bạn cố tình chụp như vậy thì nó là khác. Ví dụ như bạn có thể nè chụp như vậy nè. Đối với một số người, đây vẫn là bức ảnh đẹp. Mời lưu ý nha. Đây vẫn có, các bạn sẽ thấy rất là nhiều người chụp như vậy nha. Và nhiếp ảnh gia xịn luôn chứ không phải là người không biết chụp nha. Và rất nhiều người sẽ chụp như thế này. Em xoay qua đây cái. Xoay qua đây nè. Đó, rất nhiều người sẽ chụp như thế này. Rồi, cũng rất nhiều người sẽ chỉ chụp một đèn giống như thế này. Cho nên là không có nào đúng hết. Quan trọng là bạn muốn cái gì. Và mọi người sẽ lưu ý nha. Cái muốn đó đó, nó sẽ giúp cho các bạn tỏa sáng. Bởi sao? Ở đây chúng ta có gần 1.000 người. Các bạn nghĩ đi, nếu 1.000 người chụp một giống nhau y chang hết thì các bạn khác người khác chỗ nào? Đúng không? Các bạn phải tìm ra được cái chất riêng của mình. Làm sao để mà khi người khác nhìn vào cái ảnh make up, nhìn vào cái ảnh chụp là biết đây là anh A chụp, đây là chị B chụp, đây là anh C chụp. Thì cái đó mới là cái để xây dựng cái thương hiệu cá nhân mạnh của các bạn. Nên là, nhưng mà đầu tiên để mà làm được điều đó đó, các bạn phải làm được điều đúng trước. Nghĩa là các bạn phải chụp được cái góc mà nó chuẩn, góc mà không bị sai. Nhưng mà cái người á, các bạn sẽ biết á, là những người mà nhiếp ảnh mà đỉnh cao á, sẽ là chụp, sẽ không có giống ai hết. Tại sao? Ví dụ như rất là nhiều người mà nhìn vào ảnh của Sam sẽ biết là đây là bức ảnh Sam chụp. Tại cái chất mình sẽ khác những người khác. Nhưng mà tất nhiên là cái hướng này nó còn xa lắm. Bởi vì mình đang gọi là hồi nãy, mới nãy là còn chưa biết cầm điện thoại ở đây. Cả hơn nửa khán phòng là chưa biết cầm điện thoại như thế nào. Thì mình đi, nhưng mà đó là một lộ trình của mình. Và sau khi mình nắm được cách chụp đẹp, chụp đúng rồi đó, bắt đầu mình mới có thể sáng tạo được. Còn nếu mà các bạn chưa biết, nếu mà các bạn xem phim kiếm hiệp, các bạn sẽ thấy là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng mà để mà đạt được cảnh giới mà không cần lúc nào cũng thể chụp được, là bạn phải rất rành tất cả những kỹ thuật chụp, thì các bạn mới có thể chụp được ở khía cạnh là sáng tạo thoải mái được. Nên mọi người lưu ý nha, nghệ thuật cũng vậy. Chẳng hạn như là khi các bạn make up, các bạn make up tốt ở lĩnh vực đó rồi, thì các bạn không cần phải tham khảo ai, các bạn có thể tự định ra được cái style make up mới của mình luôn. Đó là cái điều mà mình muốn hướng tới. Rồi quay lại cái câu hỏi nãy các bạn nói là bây giờ đầu tư đèn gì á, thì nó cũng phụ thuộc vào cái mong muốn của mình khi mà chụp ảnh luôn. Ví dụ như bạn muốn là chụp trong trẻo thì bạn sẽ sử dụng những đèn khác nhau. Bạn chụp mà giống như bạn Tịnh á, là muốn có khói thì bạn phải chụp setup khác nhau và đèn khác nhau. Các bạn lưu ý điều này nha, nó sẽ phụ thuộc vào cái mong muốn của mọi người hơn là cái thiết bị. Thiết bị á, nó chỉ giúp mình đạt được mục đích của mình thôi, chứ nó không phải là quyết định. Cái quyết định là mình muốn như thế nào. Mình muốn style trong trẻo, phong cách trong trẻo, hình ra trong trẻo, thì mình sẽ phải đầu tư những thiết bị phù hợp với style trong trẻo của mình. Và thiết bị á, thì nó có nhiều loại, có loại rẻ, có loại đắt. Có loại á, là đáp ứng được nhưng mà ở mức 50%, có loại đáp ứng được ở mức 70%, có loại đáp ứng được á, 100% thì nó là quá mắc tiền. Rồi, bây giờ ở đây Sam sẽ demo thêm một cái đèn nữa cho mọi người thấy. Cái đèn đó. Cái đèn này á, là mình thay đổi được màu da của bạn này luôn. Thì mọi người sẽ thấy á, là lý do tại sao đèn có rất là nhiều loại như vậy và nó có rất là nhiều loại công dụng. Ở đây là trong buổi này thì Sam hướng chia sẻ với mọi người các loại đèn khác nhau cũng như là cái cách mình sử dụng thôi. Còn khi mà các bạn muốn thực tế, các bạn muốn như nào á, thì các bạn sẽ phải đầu tư phù hợp. Thôi, đây á, là một cái đèn á, là do là Sam là đại sứ của Godot á, nên là họ tài trợ cho Sam. Chứ còn cái đèn này thì ở Việt Nam rất hiếm nha, như là không có xài hết. Thì nó dành cho là quay phim chuyên dụng. Các bạn sẽ thấy á, là cái hãng phim á, họ thay đổi được ánh sáng. Nghĩa là cái mình thấy phim á, là cảnh là trong nhà là ban ngày đúng không? Nhưng thực tế là họ sẽ đốt hết ánh sáng. Và đa số là phim là quay bằng ban đêm. Thì các bạn hiểu tầm ánh sáng quan trọng như thế nào rồi.
Và thật ra cái mức độ đẹp của các bạn á phụ thuộc vào sự đầu tư. Các bạn thấy á, là tại sao á, cái một người nổi tiếng này nè, hình họ lúc nào cũng lung linh hết, là bạn hiểu á, nằm ở chỗ đầu tư. Còn nếu mà mình đầu tư, tất nhiên là đầu tư ít thì nó sẽ có chất lượng ánh sáng nó ở mức trung bình. Rồi, với cái đèn này nè, mọi người sẽ thấy trên đây nha, chứ mọi người thấy màn hình này nó sai màu lắm rồi. Thì nếu mà sáng á, thì mình sẽ là che cái phần này lại. Đây, cái đèn này á, nó sẽ thay đổi luôn. Mọi người nhìn nè, ví dụ như bây giờ Sam muốn á, là bạn này da nâu. Mọi người thấy nha, nhìn trực tế nha. Đừng nhìn trên màn hình nha. Đó, mình thấy cái da ấm hơn ha. Còn muốn da trắng hồng. À, trắng xanh ha. Đó, mọi người thấy không? Nó thay đổi luôn cái màu da của chủ thể luôn. À, và một cái kỹ thuật cao cấp hơn nữa là mình thay đổi luôn màu tóc luôn. Nghĩa là nếu mà bạn, cái này thì thuộc vào gu nha mọi người. Nên là nói ví dụ như các bạn muốn là bạn mới có một kiểu mà chụp ra một kiểu khác luôn, vẫn được. Nghĩa là tóc đen mình sẽ chụp ra ấm hồng, ấm xanh, đều được hết. À, và đó là những cái mà ở đây trong buổi này Sam chỉ chia sẻ cho các bạn biết là có như vậy thôi. Là người ta làm được như vậy. Còn thực tế là ở đây giống như bạn Nam nãy cũng chia sẻ là các bạn đang muốn ở một mức cơ bản là biết mua cái gì để phù hợp. Rồi, mua cái gì để phù hợp á, thì bây giờ Sam sẽ chia sẻ các bạn luôn. À, cái đèn thì cao cấp quá nên là ít người có nhu cầu lắm. Mình sẽ đi qua những nhu cầu chung mọi người. Là nếu mà các bạn đang có một cái đèn ring LED như thế này, ok, các bạn cứ sử dụng nó. Nhưng sau hôm nay các bạn đã biết là nó, cái khuyết điểm nó là gì rồi. Các bạn hiểu không? Các bạn cứ xài. Nếu mà các bạn cảm thấy là mình không cần phải đầu tư hơn, mình như vậy là được rồi. Và các bạn chỉ cần bổ sung thêm một cái hắt sáng. Thực ra cái hắt sáng này á, thì các bạn vẫn có thể sử dụng một tấm vải mỏng hoặc là miếng giấy trắng để mình che trước cái đèn vẫn được nha mọi người. Nghĩa là các bạn có thể không cần phải đầu tư bất cứ gì, các bạn vẫn có thể chụp đẹp hơn bình thường. Nếu các bạn hiểu nguyên tắc của ánh sáng, thì các bạn có thể sử dụng cái này để che, để làm giảm bớt cái độ gắt của cái đèn mình đi. Đó là tại vì ở đây các bạn đều đã có cái đèn ring LED hết rồi. Còn nếu mà các bạn muốn mà hình ảnh mình nó trong trẻo hơn, chất mà trong trẻo như thế này. Trong trẻo hơn. Thì mình có thể sử dụng những loại đèn để hai bên như thế này. Thì nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất là gì? Các bạn sẽ thấy nè, bạn này, bạn sẽ không bị chói mắt. Cái khuyết điểm của đèn mà tròn là gì? Nó đặt trước mặt. Cho nên là khi mình nhìn thẳng vào mặt á, mình bị chói mắt rất là khó chịu. Còn với hệ thống hai đèn này á, thì các bạn không bị chói mắt, các bạn nhìn thẳng không khó chịu. Và thực tế là các bạn có thể sử dụng hai cái đèn tròn này để hai bên vẫn được luôn. Vậy đó, lưu ý không? Đó, thì á, nhưng mà chất lượng nó không bằng. Mọi người sẽ thấy nè, cái đèn này, mọi người nhìn thẳng vào nó đi, mọi người sẽ không chói nhiều. Cái đèn kia mọi người nhìn thẳng, mọi người sẽ rất là chói. Đó là độ mịn của ánh sáng. Thì loại đèn này á, nó sẽ mịn hơn ánh sáng. Ánh sáng nó mịn hơn rất là nhiều. Ha. À, và cách mình làm ánh sáng nó càng mịn á, thì mình chụp hình càng mịn và càng đẹp. Rồi, nếu mà các bạn có nhu cầu cao hơn nữa, thì các bạn phải setup ánh sáng nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như ánh sáng vang. Ánh sáng vang á, là ở đây có một đèn thôi, nhưng mà mình sử dụng hai đèn vang thì nó lại hiệu ứng khác hoàn toàn. Mình có thể sử dụng cái này làm sáng vang để các bạn thấy. Cho mượn cái đèn nhà dài nữa luôn. Anh Sam ơi, như vậy là
tùy thuộc vào kinh nghiệm, cũng giống như là mức độ đầu tư và cái gu trang điểm của khách hàng và cả người thực hiện, mình mới sắp xếp cái loại đèn nó phù hợp, đúng không anh? Đúng rồi. Và các bạn vẫn, nghĩa là đó rất là nhiều hình dạng nha, các bạn vẫn có thể xài cái đèn như thế này. Đây. À, tất nhiên á, là có một nguyên tắc về ánh sáng là như này. Các bạn sẽ để ý á, nếu mà đèn xịn nha, còn đèn dở không nói nha. Đèn càng to là càng đẹp. Đèn càng nhỏ ánh sáng nó sẽ càng gắt. Nên là khi các bạn sẽ thấy là cái đèn này, nếu và thứ hai nữa, càng nhiều nguồn sáng á, nó sẽ càng tốt hơn. Ví dụ như cái đèn này đi, thì mình để ngay chính giữa mặt, thì mình sẽ thấy là nó bị đổ bóng. Ha, nhưng mà khi mình sử dụng hai đèn hai bên thì mình thấy là cái phần đổ bóng này nó giảm rất là nhiều. Thì các bạn sẽ hiểu. Thì các bạn có thể sử dụng hai cây đèn ring led để hai bên vẫn được, nhưng mà ở đây là nó sẽ không mịn bằng hai cây đèn này. Còn nếu mình muốn tăng độ mịn của đèn á, thì mình có thể sử dụng cái tấm tảng sáng này để mình che phía trước, thì làm cho ánh sáng nó mịn hơn. Thì ánh sáng nó xuyên qua cái tấm này nè, nó làm mịn hơn. Cái phần này nha, là thật sự á, là nếu đúng á, là mình sẽ có, bây giờ các bạn nào muốn cái style nào khác không, thì bạn lên thực hành, thì Sam sẽ chia sẻ, thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Em nghĩ thế này nè anh Sam, tại vì á, là hiện tại trong khán phòng của chúng ta đó có khoảng 70%, thì các bạn khi mà đến nhà cô dâu làm việc á, thì coi như là một mình một ngựa à. Rồi điều khi đem lĩnh kỉnh đồ đạc theo, đôi khi là làm việc thì ở trong phòng của cô dâu hay là phòng khách của cái nhà đó luôn. Thì với cái điều kiện ví dụ như là thiếu ánh sáng nè, trời thì vẫn còn hơi mờ mờ chưa tỏ nè, thì với một cái điện thoại anh, các bạn có thể làm những gì để có thể được bộ tấm hình tốt nhất có thể anh? Rồi, thì cảm ơn câu hỏi của bạn MC, rất là hay. Thì bạn sẽ có hai lựa chọn. Cái đèn dài này nó có nhiều kích cỡ đó nha, nghĩa là đầu tiên là nếu mà bạn muốn nhỏ gọn mà có thể mua một cái đèn nhỏ như thế này thôi. Bạn bỏ trong túi của bạn. Bây giờ là đang ở nhà cô dâu nha. Tắt hết đèn đi. Đang nhà cô dâu. Rồi, đang nhà cô dâu. Nhà cô dâu lúc 4 giờ sáng nó sẽ giống vậy. Rồi. Mình sẽ lấy mấy cái này rồi hết. Rồi, thì bây giờ nhà cô dâu á, nó tối thui vậy nè. Mình sẽ thấy á, với ánh sáng này mình chụp lên chắc chắn không đẹp. Thì đây, các bạn sử dụng cái đèn nhỏ như thế này. Càng bổ sung vào ánh sáng. Đó, thì mình sẽ có một chất lượng nó khác hơn. Này các bạn thấy là không có đèn đúng không? Có đèn. Ở một chất lượng khác nha. Thì đây là cái mà nếu mà bạn mà cảm thấy ok thì bạn sử dụng cái đèn này. Còn thứ hai là các bạn sử dụng những cái đèn to hơn, cái đèn này pin nha. Các bạn lưu ý á, là khi mà các bạn đi xa á, thì các bạn nên sử dụng những thiết bị mà xài pin. Tại vì những cái đèn mà có dây này đó là nhiều khi á, không có chỗ cắm. Thì mình sẽ sử dụng cái đèn này. Các bạn thấy nè, đèn này á, thì nó sẽ mịn hơn rất là nhiều so với đèn nãy. Thì mình chụp luôn tấm cho bạn thấy. Và nếu kết hợp với hắt sáng nữa thì ok hơn. Đây, em cầm giùm anh nha. Em cầm hát sáng, rồi. Đây nè, đây là hồi nãy là chụp tấm không hát sáng rồi. Đây là có hát sáng. Rồi, đây là đèn dài nha mọi người. Mọi người lưu ý cái hình. Rồi xong, đây là cái đèn nhỏ. Đây là không hát sáng nha. Đấy, em nhìn cười cái nào. Rồi, để hát sáng vô đêm. Cứ để cái này là được. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng coi lại thành phẩm nha. Đây nè, là bức ảnh mà mình chụp với cái đèn nhỏ này thôi. Các bạn thấy không? Với cái đèn nhỏ này thôi. Với hát sáng cũng khá là đẹp rồi. Đây là không hát sáng nè. Dạ, anh Sam ơi. Cái đèn chữ nhật trên tay của anh nè, với lại cái đèn dài nè anh, thì các bạn muốn hỏi là mua ở đâu và bao nhiêu tiền vậy anh? Cái này thì hỏi Thanh Phạm á. Dạ. Hỏi bà Trùm. Chị Thanh ơi. Rồi. Chút nữa liên hệ với Thanh Phạm ạ. Dạ, chị Thanh Phạm ạ. Rồi, mọi người thấy á, là đây là cái đèn dài nha mọi người. Đó. Ha.
Có đây đèn dài, có cách nào mình mở được hai tấm hình kế bên mọi người thấy không ta? Đây ha, đây là đèn dài mà có hát sáng nha mọi người. Rồi thấy với cái này là cũng cực kỳ ổn khi mà mình sử dụng mà mình chụp tại nhà của khách hàng của mình. Đó, thì vấn đề là xảy ra như thế nào? Nếu mà bạn không có thể cầm được thì bạn nên mua cái này. Còn nếu mà bạn có thể mang được thì bạn mua cây như thế này, nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi. Rồi, cây thứ hai nữa là cây đèn này á, thì chính vì nó nhỏ nên nếu mà bây giờ mình không chụp chân dung không nha, bây giờ mình sẽ demo các bạn thấy chụp nửa người. Thì ít nhất là cô dâu cũng hay chụp nửa người hoặc chụp toàn thân. Thì khi mà chụp toàn thân thì cây này mới chụp được. Còn cây này nó không đủ. À, mình sẽ demo cho các bạn thấy. Giờ chụp nửa người. Rồi. Lùi ra. Người thấy không? Bây giờ á là cái đèn này nó không thể cho nó mạnh maximum luôn. Nè, cái đèn này nó không có thể nào mà rồi, đây không có đèn nè ha. Đây. Đây không có đèn, đây có đèn. Đó, rồi, mình chuyển qua cái đèn này. Rồi, mình sẽ xem hình lại nha. Đây là chụp nửa người nè. Với bức ảnh mà cái đèn dài bự hơn và đây là cái đèn nhỏ hơn. Thì mình sẽ thấy nè, cái đèn nhỏ là ánh sáng nó không đều. Mọi người sẽ thấy là phần dưới tay á, nó bị tối. Bởi vì cái đèn nhỏ nó chỉ, độ phủ nó chỉ được một phần thôi. Mọi người lưu ý ha. Cái đèn dài á, mà tiết diện nó dài á, thì nó sẽ, ví dụ để đây mình thấy là nó phủ nửa người. Và các bạn muốn mà chụp toàn thân á, là phải chụp kiểu khác nữa nha. Ở đây á, là tức ở đây là hướng dẫn dành cho tất cả make up, cho nên là các bạn sẽ có nhu cầu chụp nửa người nhiều hơn, nửa người tới đầu thôi, thì các bạn sẽ thấy á, là nếu mà cái độ dài của cái đèn nó không đủ á, thì các bạn chụp nửa người nó không đẹp, nó sẽ bị tối cái tay, giống như hồi nãy các bạn thắc mắc á, là tại sao em chụp mà bị tối tay. Thứ nhất á, là do vị trí đặt đèn, thứ hai là do kích thước của cái đèn. Thì các bạn thấy nè, cái đèn này nó dài hơn so với cái đèn này. Bạn thấy không? Nó gần gấp đôi. Cho nên là cái độ phủ ánh sáng nó sẽ dài hơn. Còn khi các bạn sử dụng cái này mà chụp từ nửa người trở lên, các bạn sẽ thấy nó bị tối. Lúc nào nó cũng bị tối hết. Thì cái mà bù tối là cái gì? Sử dụng hắt sáng. Sử dụng hắt sáng thôi. Nhưng mà khi mà nó sẽ có sự khác biệt giữa đèn ngắn và đèn dài. Rồi. Đó là trả lời câu hỏi của các bạn là khi mà tới nhà cô dâu á, thì sử dụng cái này gì? Thì là sử dụng hai cái này là phù hợp ha. Còn đầu tư cái nào thì tùy thuộc vào cái việc mà các bạn á, có thể mang được cái gì đi. Nếu các bạn, và cái đèn này á, thì khi mà Sam các lớp mà dạy chụp make up của Sam á, thì các bạn đều mua hết. Tại vì ít nhất các bạn nên có cái này. Còn cái này á, thì có thể mua hoặc không. À, tùy vào việc mình có thể mang đi không. Nhưng mà cái này thì nên có. Bởi vì sao? Đi quán cà phê, bạn chụp hình cho mình cũng chụp luôn. Có mấy bạn khoe là giờ, em đi đâu cũng xách cái đèn theo hết. Cứ là hãy chụp là cứ mở ra là chụp. Ha. Thì ở đâu mình cũng cần ánh sáng hết. Thì ở đây á, là Sam, cho các bạn thấy á, môi trường này á, không phải là chỉ chụp khách hàng không nha. Các bạn đi đâu cũng gặp ánh sáng này đó. Đặc biệt các bạn đi ăn tối hay là đi chơi thì luôn luôn là ánh sáng như thế này. Ánh sáng rất là xấu. Thì mình luôn nên có một cái đèn để mà mình chụp ảnh nó đẹp hơn. Rồi các bạn có ai còn có câu hỏi gì không? À, mời chị. Dạ, thầy dùm giúp em để giống như là giải mắt đáp thắc mắc cho em, giống như là nhà cô dâu hiện tại giờ là đang rất là nhiều nhà có thể là trang trí gia tiên á, tông này tông kia, em chụp hình á, em cũng đầu tư điện thoại, ánh sáng cũng có nhưng mà nó không có nét. Thì cái này là chụp, em đang nói chụp cái cảnh gia tiên đúng không? Dạ đúng rồi, mà cô
kiểu giống như là cô dâu không có nét, cô dâu mờ và nó mờ nhạt, cái lớp make up lắm, nó bằng trang luôn, nó không có khói luôn á. Mặc dù nhiều khi em nghĩ em make up đậm lên nó sẽ nổi lên, nhưng mà sai. Khi mà em make up đậm lên thì cái lớp make up của em sẽ làm cô dâu bị già, già đi, không còn trong trẻo nữa, mà cái hình thì lên vẫn vậy, nó vẫn bị không có lên khói. Ở đây em đang nói hình của thợ chụp hay là hình của em chụp? Hình của em chụp ở đâu? Ờ, thì nó lại là một khía cạnh khác nữa. Dạ, đúng bởi rồi. Vì á, là em biết không, trong buổi hôm nay mình sẽ nói về chụp chân dung không. Thật ra nhiếp ảnh rất là rộng. Thì khi mà mình chụp những cái như vậy á, là nó thuộc vào dạng chụp check-in. Thì cái cách xử lý ánh sáng nó lại khác với là chụp chân dung không. Ở chân dung á, là mình đòi hỏi là mình phải thấy gì? Thấy từng đường nét make up này nọ lên. Còn chụp cái đó là kiểu khác nữa, nghĩa là mỗi tình huống nó khác nhau. Ở đây là mình đang là nhiều bạn đều quan tâm tới bây giờ là để tôi make up xong tôi chụp ra làm sao đẹp. Còn cái nhu cầu của em thì là có một cơ hội khác thì anh sẽ chia sẻ. Tại vì không phải là không chia sẻ được nha, nhưng nó sẽ rất là dài. Tại vì để em hiểu được vấn đề á, là nó sẽ mất hơn tiếng. Thì hồi nãy giờ các bạn thấy nha, đầu giờ là giải quyết vấn đề gì? Thứ nhất là góc chụp, thứ hai là các bạn hiểu sơ về ánh sáng. Ở đây là hiểu sơ thôi nha. Còn các bạn sau cái hiểu mà phải vận dụng, các bạn xài nhiều các bạn mới hiểu sâu hơn được. Tại vì chúng ta đang theo một cái khóa là chụp chân dung của cô dâu. Thì bằng điện thoại thì Hưng nghĩ là nếu như mà sau lưng của cô dâu không có quá nhiều vật á, thì các bạn chụp sẽ đẹp hơn là đứng ở một cái background nó có nhiều chi tiết quá. Dạ, anh cho em hỏi là khi mà mình khi mà cái màn hình của điện thoại mình á, thì mình canh như thế nào mới gọi là đẹp à? Khi như thế nào của em là tức là nó xa, nó gần, là nó cao, là nó trên dư bao nhiêu, là ngang hai bên bao nhiêu, nó em muốn như vậy à? Rồi, ok, câu hỏi rất hay. Thì khi nãy á, là Sam có hướng dẫn các bạn cách để mình canh cái góc mặt rồi đúng không? Rồi, thì mình sẽ lưu ý nha. Bây giờ mình cho màn hình chiếu lên đi mọi người. Rồi. Đầu tiên á, là mình sẽ phải bật cái khung lưới của mình lên. Cái khung lưới nha. Mọi người thấy màn hình của Sam có khung lưới không? Nếu mà ai chưa có thì vào phần setting bật lên. Cái người nào chưa có mà không biết thì hỏi người kế bên. Để bật khung lưới lên á, thì mình nếu mà iPhone nha, mình vào cài đặt. Phần màu camera. Camera. Và mình chọn á, là lưới, mình bật lên. Đây, mọi người thấy không? Lưới. Rồi mọi người bật khung lưới lên hết nha. Trong Android thì nó bật kiểu khác xíu. Nếu mà bạn nào mà biết thì chỉ bạn cái bên bật. Mọi người có một phút để bật cái này lên nha. Bật lưới lên nha mọi người. Rồi, ok ha. Rồi mọi người bật hết được chưa? Có bạn nào chưa làm được không thì giơ tay nhờ các bạn cái bên của mình hỗ trợ. Rồi, sau khi em. Có nhiều bạn thì bật cái này, bật cái kia, bật cái nọ, nhưng mà những cái đó không hiểu cái gì hết trơn. Không thì bật cái lưới thôi. Bây giờ chỉ cần bật đúng bật lưới cái lưới thôi. Ý em nói là âm thanh, quét mã, bảo mật là nó các kiểu vậy. Cái đó đâu có quan trọng đâu. Nó không phải là chụp hình. Cái chụp hình là chỉ có cái lưới thôi. Còn quét mã QR này nọ là để mình khi mình thanh toán hay cái gì đó. Mình đừng quan tâm đó nha, mình chỉ quan tâm đúng cái lưới thôi. Có nghĩa là cái lưới này khi nó hiện trên màn hình điện thoại của chị á, nó giúp cho chị dễ canh đường nét của chủ thể. Thì mình khi mình bật cái lưới lên á, là mình sẽ thấy nè. Khi mình mở camera lên thì trong cái màn hình của mình nó có những đường chéo. Các bạn thấy không? Có những đường chéo. Rồi, các bạn bật hết lưới được hết chưa? Rồi, thì Sam sẽ hướng dẫn các bạn các cách mà các bạn canh góc mặt để chụp. Hồi nãy là mình biết canh góc rồi đúng không? Lưu ý chúng ta đang chụp bằng camera của điện thoại nha cả nhà. Đang không qua một cái app gì cả. Thực tế nha các bạn. Các bạn sử dụng máy ảnh đều được luôn.
tại vì quan trọng là xếp ống ánh sáng thôi. Nhưng mà với máy ảnh á, thì các bạn phải hiểu thông số, cách chỉnh thông số như nào. Thật ra là Sam có, đợt trước Sam có chia sẻ một cái khóa cho mấy bạn makeup về chụp máy ảnh đó, thì phát hiện là nói chung các bạn bị rối, giống như các bạn chụp điện thoại cho lẹ. Tại vì các bạn không hiểu tăng sáng làm sao để canh tăng cái máy ảnh sao, cho nên là các bạn mà mua thiết bị á, mà quá khó sử dụng á, không sử dụng được thì lãng phí. Và rất nhiều bạn là mua máy rất xịn luôn, cuối cùng không xài. Nên thật sự là nếu các bạn hiểu được ánh sáng, các bạn chụp điện thoại chất lượng rất là tốt rồi nha. Tất nhiên nó không so sánh được cái máy ảnh. Và các bạn thấy nè, thì hồi nãy Sam hướng dẫn các bạn á, là mình canh. Rồi, hồi nãy là Sam hướng dẫn các bạn á, là mình canh ngay mắt các bạn ha, lui ra. Thì bây giờ cái thứ hai mình cần để ý á, là cái đường chéo. Cái đường chéo nè, các bạn thấy đường chéo trên điện thoại không? Thì các bạn sẽ canh vào một, cái đường chéo là một mắt của bạn. Ví dụ như bạn nữ, bạn nói em, ví dụ em xoay qua trái đi. Thì cái đường chéo này nó sẽ nằm ở bên góc mắt bên đây. Đây các bạn thấy không? Đây, rồi mình bấm chụp. Đây là cách mình chụp nửa người nha. Ha. Đây. Cái đường chéo này nè, nó sẽ nằm ngang ngay mắt của bạn nữ. Đây bạn, đây bạn mở lên thấy. Đây đường chéo nè. Ha, nằm ngang mắt. Còn khi mà mình chụp gần như thế này thì cũng vậy thôi, mình sẽ thấy nè, đường chéo ở đây nè, cái đường chéo nằm ngang mắt nè. Đây. Ha, các bạn sẽ canh cái đường chéo mà cái chỗ mà lưới đó nó nằm ngay một trong hai mắt. Nếu mà nhìn bên trái thì mắt bên đây. Ha, nhìn bên phải mắt bên kia. Rồi. Các bạn á, có thể quay ra người cái bên thực hành thử cách canh góc mặt. À rồi rồi, cái này chứ bấm mở. Đây nào. Nè, đây là mọi người. Đây, bây giờ Sam canh lại cho mọi người thấy. Đây, em xoay góc mặt đẹp của em đi. Rồi, mọi người thấy cái đường chéo không? Đây. Nè, ha. Tại sao? À, nếu mà chụp chân dung á, mình nên như vậy á, bởi vì á, là cho bạn nữ á, quay qua cái góc mặt thoáng hơn. Còn nếu mà mình để đường chéo ở đây đó, đây, mình sẽ thấy nè. Góc mặt này nó hơi bị tù. Các bạn thấy không? Đây. Nếu mình chụp góc này, thì cái góc mặt của bạn này hơi bị tù. Lưu ý ha. Nó bị nhìn qua một bên bị hẹp. Thì cho nên là khi mà mình chụp chân dung thì mình sẽ để góc bên đây. Đây. Nè, ha. Thì cái góc mặt nó thoáng hơn. Đây các bạn thấy. Các bạn bên dưới thấy rõ không ạ? Đây nè, mình nhìn qua đây thì bên trái này thoáng hơn. Còn góc này hồi nãy là bên đây á, thì nhìn nó hơi bị tù. Góc ảnh thì nó sẽ không đẹp. Ha. Thật ra mà nói á, là trên nguyên tắc là nó không có nguyên tắc gì hết. Các bạn hiểu không? Khi các bạn mà đã chụp nhiều, chụp quen rồi đó, đẹp là được. Nhưng mà ở đây á, là tại sao có nguyên tắc này? Bởi vì á, là các bạn chưa quen, chưa biết cách chụp thì các bạn theo cái nguyên tắc này đi. Để nó dễ ra những bức ảnh mà nó đẹp. Nhưng mà trên nguyên tắc thì nó không có nguyên tắc. Bởi vì á, là mình nói là nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật mà. Nghệ thuật là không có giới hạn, cũng không có quy tắc gì hết. Tại sao người ta đặt ra những quy tắc? Bởi vì á, là những quy tắc đó là giúp mình có được cái nền tảng tốt. Thì khi mình có nền tảng á, mình mới phát triển được. Còn bây giờ mà nếu mà giống như một bạn chụp đại như hồi nãy á, là mình chụp xấu không, đúng không? Thì bây giờ các bạn có nguyên tắc rồi, các bạn sẽ chụp đỡ hơn, tốt hơn. Và sau đó các bạn có thể tiến bộ được bằng cách là bạn áp dụng nguyên tắc. Nhưng mà cuối cùng là cái đích đến là gì? Là mình chụp không cần phải tuân theo bất kỳ cái quy luật nào hết. Mình chụp thấy đẹp là ok. Nhưng mà đó là mình nha. Phải hỏi khách hàng nữa. Khách hàng cũng thấy đẹp mới được. Còn mình thấy đẹp không mà khách hàng thấy không đẹp đó thì cũng có vấn đề. Ha. Tại vì sao? Mình là dịch vụ khách hàng. Khách hàng
mới là người quyết định sản phẩm của mình đẹp hay xấu. Mọi người lưu ý nha. Tại vì khi á mà mình làm á, mà mình cứ nghĩ là mình làm đẹp mà người ta không thích á, thì thật ra là có một vấn đề gì nè. Chứ giống như lớp nhiếp ảnh của Sam á, mà đặc biệt á là những cái anh chồng mà chụp cho vợ á đều cảm thấy là hình mình chụp rất đẹp. Nó tại sao hình tôi chụp đẹp quá mà hả? Bà cứ chơi. Nhưng thực tế là mình cảm thấy đẹp thôi, nhưng mà người ta không thấy đẹp. Mà cái người ta mới là người quyết định bức hình của mình, chứ không phải mình là người quyết định. Nghĩa là ai trả tiền cho mình, người đó là người quyết định đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mà có người không trả tiền nhưng vẫn được quyết định. Dạ. Rồi, à, bạn đã hiểu được cái cách chụp này chưa? Rồi, cảm ơn bạn. Cái nhà mình còn câu hỏi gì nữa không ạ? À? Đây. À, còn rất nhiều câu hỏi này. Dạ. Chắc làm tới 6 giờ quá. Lớp mình học say mê quá. À, dạ thì ơi, em cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa. Là khi em chụp các phông màu trơn phía sau á, mà các phông sáng, ví dụ phông hồng hoặc là phông tím này, thì cái người mẫu sẽ bị đen. Cho dù ánh sáng mình đầy đủ, em set hai cái đèn lớn ở phía trước, cũng có sắp bóc luôn, nhưng mà vẫn bị đen người mẫu ấy thầy. Thì em không biết lý do là tại sao. À, cái này là em đang chụp cái người đúng không? Không phải chụp chân dung đúng không? Dạ, chân dung á thầy. À. Thì có một cái như thế này. Thật ra là nếu mà không trong trường hợp cụ thể thì rất là khó để tư vấn cho em. Bởi vì là ví dụ như em có thấy ở đây có chỗ nào giống chỗ của em không? Thì em làm như vậy thì anh sẽ hướng dẫn cho em được. Bởi vì là nó sẽ không có một cái công thức cố định. Ví dụ như là có, nhưng mà có nguyên tắc như này nè. Nếu mà phía sau sáng là hệ thống nó tự động nó tăng tối, bị tối. Ví dụ như bây giờ mình tắt hai đèn chính đi. Mình sẽ thấy là mặt bạn nữ rất là tối. Đúng không? Thì khi mình tối như vậy á, mình đưa vô chụp á. Đây, mình thấy tối nè. Phải phía sau cháy luôn. Mình tăng nữa thì mình thấy ghê, đúng không? Người thấy không? Thì thật ra là mắt mình á, nó khác với điện thoại nha mọi người. Khác với máy ảnh luôn. Nên có một, mấy bạn thấy á, là một trường hợp, ví dụ điển hình là gì? Mình đi chơi ở biển hay ngoài thiên nhiên. Mình thấy cảnh đẹp, mình thấy mặt mình cũng đẹp, mình chụp lên mặt đen thôi. Cảnh rất đẹp nhưng mà mặt mình đen thui. Thì đó là sao? Tại vì á là mắt mình và cái điện thoại với máy ảnh nó khác nhau. Máy ảnh nó sẽ tốt hơn điện thoại nhưng mà không bằng mắt. Thì nếu mà nói về kỹ thuật á thì các bạn hơi khó hiểu, nhưng mà như thế này, các bạn thấy không phải là camera thấy. Em nắm được đâu. Nghĩa là mình thấy đủ sáng nhưng thực tế là cái máy ảnh của mình nó chưa đủ sáng. Nên mình chụp ở tối. Thì nếu mà ví dụ cách khắc phục là gì? Em thử em tăng sáng lên chủ thể. Còn nếu mà trong trường hợp cụ thể thì anh sẽ giúp được cho em là để điều chỉnh ra được ánh sáng đẹp luôn. Nhưng mà ở đây là mình đang nói trên khía cạnh là đang suy diễn thôi. Cho nên là không có thể chính xác được. Nhưng mà nguyên tắc là gì? Là em, mình đừng, mọi người nha, mọi người đừng có đánh đồng mắt mình với camera nha. Người thấy ủi cảnh đẹp quá sao tôi chụp lên đen thui. Bởi vì mình thấy thôi chứ camera đâu thấy đâu. Camera nó sẽ yếu hơn mắt mình rất là nhiều. Nó chất lượng thấp hơn mắt mình rất là nhiều. Hiện tại là chưa có công nghệ mà máy ảnh nào mà vượt qua được mắt người nha mọi người. Mắt người mình thấy được chiều sâu. Mình thấy nè, nếu mình đứng trong nhà, mình nhìn ra đường, mình thấy cảnh ngoài đường sáng, cảnh trong nhà cũng sáng luôn. Nhưng các bạn cầm điện thoại, bạn chụp lên, bạn thử thấy. Nếu mà các bạn tăng cảnh trong nhà sáng thì ngoài đường nó không thấy gì hết. Hai là ở ngoài đường thấy thì trong nhà tới thui. Các bạn, đó là một minh chứng các bạn thấy rõ nhất. À, chẳng hạn như ở đây bạn vẫn thấy mặt bạn nữ nha. Nhưng mà khi bạn đưa cái điện thoại là vào, bạn thấy cái mặt đen thui, thấy ghê. Đúng không? Bạn thấy là thấy ghê so với cái mắt mình thấy. Rất là nhiều. Rồi. Dạ. Giờ phút này thì xin các anh chị hạn chế gãi đầu ạ. Dạ, em mới vừa hiểu lầm một tín hiệu. Dạ, thưa thầy, là cái này là cũng một trong cái tình trạng hy hữu thôi. Là ví dụ như em đi, ví dụ em quên đèn hoặc là đèn nó hết pin, hết điện gì đó. Thì em có hai cái điện thoại thì em có sử dụng cái đèn LED của cái điện thoại để chụp, để chăm chế được không ạ? Được mà nó xấu. Dạ. Cái nào cũng được hết á. Khắc phục không ạ? Mà không khắc phục được. Giờ mình phải sạc pin thôi chứ sao giờ. Tại vì sao? Mọi người sẽ thấy nha. Cái đèn này nó rất là xấu luôn.
Và thêm một cái tình huống nữa mà mọi người hay mắc phải nè. Mọi người cứ nghĩ là cái đèn trong phòng mọi người đẹp. Mọi người set up rất là nhiều. À, đây là câu hỏi của những cái lớp khác nha. Nhưng mà đưa vô lớp này nói luôn. Mọi người thấy, ủa sao em set up cái studio em quá đẹp luôn. Ánh sáng là coi như là nguyên trong cái cửa hàng của mình á, là sáng trưng luôn. Sáng tới mức không thể sáng hơn mà chụp hình ra đen thôi. Tại vì đâu, cái đó là mắt mình thấy. Nãy nói là cái camera nó thấy khác. Và thứ hai nữa, ánh sáng này đó, ánh sáng bình thường nó bị hỗn tạp rất là nhiều. Nó nghĩa là nó sẽ ở đây nè, các bạn thấy nè, à, kia là ánh sáng trắng nè, à, sau lưng là ánh sáng xanh nè, cái ánh sáng vàng nè, thì nó ra một cái loại ánh sáng á là tùm lum tà la. Cho nên lý do tại sao mình chụp lên mình thấy cái mặt tái tái, xanh xanh. Mặc dù các bạn xài cái đèn sáng cỡ nào, nhưng cái đèn, những cái đèn á, thiết bị như này á, thì nó thiết kế để chụp ảnh, cho nên cái chất lượng ánh sáng nó được cải thiện rất là nhiều. Cho nên các bạn thấy là khi các bạn đưa vào là các bạn thấy cái da nó khác liền luôn. Nếu mà các bạn chỉnh qua màu vàng. Nè các bạn thấy không? Cái da nó khác ha. Còn này thì ghê quá. Đó. Ha, còn nếu mà không thôi sẽ bị tái rất là nhiều. Các bạn lưu ý nha. Cho nên là không phải là mình thấy đẹp, là tại sao mình thấy đẹp, mình chụp cái không đẹp là mình hiểu. Từ bây giờ hiểu là mắt mình khác với cái camera. À, em có một số cái thắc mắc là ví dụ như giờ điện thoại, thường iPhone của mình bây giờ thì nó sẽ có hai màn hình. Một màn hình vàng, một màn hình xanh. Thì thường khi mà mình, ví dụ như em trúng cái điện thoại mà màn hình vàng đi, thì em chụp, em nhìn thì em chỉnh màu bằng app gì đó thì em thấy ok. Nhưng mà ví dụ như chuyển qua người khác rồi nó sẽ không đúng với cái màu mình mong muốn nữa. Là một ý kiến. Cái này câu hỏi này rất là hay luôn. Thật ra là có một cái vấn đề gì nè. Cái nào là chuẩn? Đúng rồi. Thì thật ra không có nào chuẩn hết. Đúng không? Bởi vì sao? Các bạn chụp iPhone mà thấy đẹp lắm, đưa qua Samsung thấy kỳ. Mà đưa cái điện thoại cũ á, thì các bạn thấy ghê. Đúng rồi. Ha, tại vì những cái màn hình nó bị vỡ màu. Cho nên thực tế á, là có cái nguyên tắc là không có cái nào là tiêu chuẩn hết. Và có một cái vấn đề, nếu mà các bạn, cái này thì không phải là mình đang VR cho hãng nào nha. Các bạn cho thấy á, nếu các bạn sử dụng iPhone để chụp á, thì màu nó tương đối gần với thực tế hơn so với Samsung hoặc các điện thoại Android. Cái điện thoại Android á, thì nó làm cho cái màu nó đẹp. Nó đẩy màu rực lên, mình chụp á, rất là nịnh mắt, mình thấy là rất là hấp dẫn. Nhưng thực tế là nếu mà các bạn cần cái sự chính xác á, thì nó không đúng. Ha, còn iPhone á, nó không có nịnh mắt, nhưng mà nó gần đúng với nhu cầu mình hơn. Thì khi mà mình sử dụng mà cái điện thoại iPhone mình chụp á, thì mình chỉnh nó sẽ dễ hơn là mình sử dụng Android. Đó là, nhưng mà cái này là mình đang không phải là quảng cáo cho điện iPhone nha. Nhưng mà iPhone nếu các bạn mà muốn, mà nghĩa là nhu cầu các bạn muốn chụp ảo á, các bạn có thể sử dụng điện thoại Android. Còn nhu cầu các bạn muốn chụp gần nhất với sản phẩm mình nhất á, đặc biệt là các bạn chụp sản phẩm á, thì các bạn nên sử dụng iPhone để chụp. À, tiếp theo ý của thầy luôn đó là do là mình đang dùng iPhone, do là mình đang muốn chụp cái tác phẩm makeup của mình để cho nó chính xác là mình trang điểm được như thế nào. Thì cái này bên makeup em không gành, nhưng mà em chỉ đang về cái hình ảnh thôi. Thì giống như là mình muốn cái nhìn cái lớp nền đó nó được như thế nào, màu mắt như thế nào, chân mày vẽ như thế nào chẳng hạn, hoặc là highlight các bạn làm như thế nào, đánh khói như thế nào, vân vân. Thì có một cái công thức nào đó để mình sử dụng điện thoại iPhone, mình chụp, mình có thể, cơ bản là nó sẽ không bị ảo quá với cái sản phẩm thực tế của mình. Đó, và các cách sử dụng ánh sáng như thế nào, ví dụ thầy có thể, nếu có công thức nào đó thì chỉ tụi em. Nó sẽ là thuộc về ánh sáng. Nó không, tại sao? Tại vì mình không chi phối makeup nha. Cái người nhiếp ảnh là không chi phối makeup. Nghĩa là không bắt buộc makeup phải, anh phải make trong Tây tôi mới chụp được. Hay là anh phải makeup trong châu Á tôi mới chụp được. Cái mình sẽ coi như là cái này nè. Cái makeup là một cái sản phẩm. Ví dụ bạn này, một cái bạn makeup, bạn nó makeup ra như thế này. Thì đây là một sản phẩm và cái người chụp thể hiện là cái sản phẩm cho bạn đó. Rồi lưu ý ha. Thì nó quan trọng là cái khách sáng đèn chứ không phải là cái chỗ này lông mi này bạn phải gắn thêm đi, hay là môi cho đậm hơn, hay là má hồng cho hồng hơn. Cái đó là không can thiệp, cái người chụp sẽ không can thiệp về chuyện đó. Và cái nếu mà tùy tình huống bạn lại muốn giữ lại tốt nhất á, thì cái đó là bạn phải sử dụng ánh sáng sao cho nó hài hòa để giữ được cái chi tiết tốt nhất. Và nó sẽ tùy thuộc vào tùy tình huống cụ thể nha mọi người.
Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đèn. Và thứ nhất, cái quan trọng nhất các bạn lưu ý trong cái buổi này là các bạn phải nắm được. Thứ nhất là cách canh góc chụp nè. Thứ hai là độ mịn của ánh sáng, nó sẽ quyết định cái sản phẩm của mình. Nếu mà mình thích là hình nó dịu dàng, nó dễ bắt mắt thì các bạn hãy sử dụng ánh sáng mịn. Ánh sáng mịn là như nào? Ánh sáng mịn mình sử dụng những cái đèn nó mịn. Còn nếu mà mình thích những cái chi tiết lên, phải thấy rõ phần shadow highlight thì mình phải sử dụng ánh sáng nó có độ tương phản hơn một chút xíu, không quá mịn. Giống như bạn Tịnh là bạn nói là nếu mà sử dụng ánh sáng mịn quá là mất hết chi tiết, bạn nó không thích. Nhưng mà nhiều người lại thích cái hình mà nó trông như vậy. Thì mỗi người một gu, nó không có đúng sai. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Thật ra thì Hưng nghĩ như thế này, như phần chia sẻ của anh Sam nãy giờ đó là cho chúng ta có một cái nhìn cơ bản nhất về ánh sáng và cách sử dụng chiếc điện thoại của mình khi mà chúng ta đang làm, mà chúng ta thao tác tại nhà của cô dâu. Còn với những cái trường hợp cụ thể cá nhân của từng người á, thì em nghĩ là chắc cũng phải bái sư anh thôi, chứ giải đáp tại khán phòng này thì làm sao cho đủ hết anh hả? Rồi, xin mời em. Dạ, em chào anh. Em nghĩ là câu hỏi của em là mọi người đang rất là chờ, là có nghĩa là anh có thể chia sẻ là cách mà để chỉnh ảnh sau khi mà mình chụp xong để mà nó còn cái độ nét và nó vẫn còn cái make up. Cảm ơn. Rồi, mình sẽ lấy một bức ảnh. Bây giờ á, thì thật ra chỉnh ảnh á, nó lại là một vấn đề nữa là gì? Nó tùy vào gu nữa. Chẳng hạn như á, là nếu mà bạn muốn giữ cái chi tiết của bức ảnh thì nó sẽ phải chỉnh kiểu khác. Còn nếu bạn muốn mà trong trẻo thì nó lại chỉnh kiểu khác. Thì ở đây Sam sẽ chia sẻ với các bạn một số nguyên tắc cơ bản nha. Tại vì Sam sẽ không chỉnh một bức ảnh cụ thể, bởi vì á, là Sam không phải là người chụp cái sản phẩm này, cũng như không phải là người quyết định sản phẩm này. Bây giờ Sam sẽ mời một bạn lên, bạn nào có thể nói là cũng không biết cách chỉnh á, thì Sam hướng dẫn và bạn sẽ chỉnh theo cái gu bạn nó mong muốn. Là đầu tiên á, thật ra chỉnh ảnh nha, có rất nhiều app nha. Ở đây mình cũng sẽ không bắt buộc các bạn sử dụng app nào, bởi vì á, là mỗi app có cái hay riêng. Nhưng mà nếu mà Sam á, thì Sam hay sử dụng cái app này nè, Epic. Người sẽ, nếu mà ai chưa có app này, người tải về. Rồi em lên đi em, lên chỉnh. Mọi người có thể tải app Epic này về nha, mọi người. Thật ra là thời lượng của mình á, là không đủ để hướng dẫn chi tiết. Nhưng mà cái cách dạy của Sam á, chia sẻ của Sam á, là luôn luôn là không bao giờ áp đặt mọi người, mà mọi người sẽ làm theo cái mong muốn mọi người, đáp ứng đúng với nhu cầu mọi người. Rồi bây giờ á, là bắt đầu trong thời gian hướng dẫn cái cơ bản này, mọi người tải app về nha. Bây giờ em sẽ chọn bắt đầu sửa nè. Bây giờ em sẽ chọn tất cả những tấm hồi nãy, là tấm nào em thích thì mình sẽ chọn tấm chỉnh sửa. Bây giờ chọn từ đây đi, cái nào em thích thì bấm trái tim nha, em cứ lựa. Em lựa một tấm mà em cảm thấy là ok. Rồi tấm này ha, ok. Rồi bạn này chọn tấm này nha mọi người. Thật nào, hồi nãy mà có ai có hình đó thì cứ mở lên hình của mình chụp á để mình chỉnh sửa. Thì đầu tiên á, cái phần này thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho mọi người cái video, nên mọi người cũng đừng quá coi cái bước từ từ nhỏ nhỏ đó thì mình sẽ vượt qua được. Mọi người quan trọng nhất là mọi người hiểu cái cách cũng như là tư duy. Với những cái khóa học của Sam á, những buổi chia sẻ thì Sam sẽ chủ yếu là hướng dẫn mọi người tư duy. Tại vì mọi người thấy nè, ở đây mấy trăm người thì mấy trăm cái trường hợp khác nhau, nên không thể nào mà có một câu hỏi mà trả lời hết tất cả mọi người. Dài cũng vậy, dép cũng vậy thôi, one size là không có fit on, đúng không? Tất cả mọi người một size khác nhau. Ở đây có 700 người thì 700 style makeup không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Cách chỉnh ảnh cũng vậy, cách chụp cũng vậy. Các bạn hiểu được cách chụp làm sao cho chuẩn đẹp, nhưng mà về vận dụng á, thì mỗi người sẽ đưa cái tôi mình vào để mình làm sao ra sản phẩm mình mong muốn nhất. Rồi, thì sau khi em đã chọn cái hình này ưa thích á, thì mình mở lên. Ở đây có ai chưa có app không? Tải được hết chưa? Mọi người tranh thủ tải nha. Không kịp á, thì ban tổ chức gửi video sau mọi người làm cũng được. Rồi, thì bây giờ em muốn chỉnh cái gì trong bức hình này?
Rồi, gương mặt thon lại á, thì mình sẽ thấy nè, trong cái áp này. Quay lại đứng nè. Nè, áp này nó có phần chỉnh mặt nè. Em. Rồi, em cũng xong rồi đó. Thank you em nha. Chúng ta cho người mẫu một tràng pháo tay được không ạ? Dạ. Rồi. Cảm ơn rất nhiều em. Từ. Cần một chàng trai sáu múi ẩm cô dâu vô phòng em. Rồi, mọi người sẽ thấy ở đây có chữ chỉnh mặt nè. Ha, em click vào chỉnh mặt. Rồi, em muốn mặt như thế nào? Thon thả. Cái app này á, nó không phải là app tốt nhất, nhưng nó có nhiều tính năng nhất. Mọi người thấy nè, thon thả. Thì mọi người click vào thon thả. Người kéo thôi, em kéo đi. Em cầm đi. Được chưa? À, nó có rất là nhiều tính năng nha. Có nâng cầm, có gò má, có thái dương, có hàm. Nghĩa là cái tư duy của mình là mình thấy chỗ nào chưa đẹp, mình muốn chỉnh thì mình click vào đó mình chỉnh. Cái app nó đã giúp cho mình hết. Nhưng á, là thực tế là như nè. Như thế nào là đẹp? Như thế nào đẹp ạ? Cho trong micro. Theo em thì em thích tự nhiên chút. Rồi, thì tự nhiên chút á, thì là sẽ chỉnh ít. Còn có người á, thì thích ảo. Thích cái gì cũng hoàn hảo thì sẽ chỉnh nhiều. Đúng không? Thì thật ra là chỉnh ảnh này nó cũng phụ thuộc thôi. Tất nhiên nó sẽ có những nguyên tắc. Nhưng mà để mà chia sẻ cho mọi người những nguyên tắc này sẽ rất là dài. Tại vì ngồi cái chỉnh ảnh thôi, các bạn học 3 ngày chưa hết để mà chỉnh được đẹp như mong muốn. Nhưng mà ở đây cái cơ bản là gì? Cái app nó sẽ giúp mình dễ hơn. Là nó có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng. Ví dụ như em muốn á là làm ngắn cái cầm lại. Mọi người thấy không? Mọi người sẽ vào cái app này, mọi người kéo lại cầm ngắn lại. Muốn dài, muốn nâng cầm thì kéo là nó nâng cầm. Thì nó sẽ giúp mình chủ động trong cái việc chỉnh sửa. Ở đây là mình không biết cách làm thì bây giờ nó sẽ hướng dẫn cho mình rồi. Mình chỉ cần click vào kéo thôi. Nhưng mà để làm sao mà cái hình nó hài hòa á, thì các bạn makeup thì các bạn rất là rành được khuôn mặt rồi. Các bạn sẽ biết á, là mặt chia ra mấy phần em? Ông bài, mặt chia mấy phần? Không biết là đệ tử của ở đây của ai là người đó xử em luôn á. Mặt mấy phần? Rồi. Thì mặt mình có thượng đình, hạ đình, trung đình đúng không? Cái này là cơ bản à, makeup không biết không được nha. Kiểm điểm á. Rồi, thì nó làm sao nó cân đối hài hòa thì nó sẽ có nguyên tắc của nó. Thì trong lúc makeup của bạn, các bạn á, các bạn đã giải quyết cho khách hàng một phần rồi đúng không? Tại vì có người sẽ mặt lệch, có người mắt to mắt nhỏ, có người á, thì mắt bị nhỏ, mình phải kích mắt lên, có người á, thì môi thâm, có người thì gò má cao, ngũ thấp. Thì các bạn đã phải học những kỹ thuật để giải quyết vấn đề đó rồi. Nhưng tất nhiên là có những trường hợp nó nặng quá thì cũng không thể nào giải quyết bằng makeup được. Thì lúc đó mình phải cần sự can thiệp của app chỉnh sửa. Thì đó là những cái mà mình cần quan tâm. Và cái app này sẽ giúp cho mình làm được những việc đó ha. Và Sam cũng sẽ hướng dẫn, gửi cho thời gian không đủ á, Sam sẽ hướng dẫn gửi cái hướng dẫn cơ bản sử dụng cái app này cho mọi người sau thông qua ban tổ chức để mọi người dễ hiểu hơn ha. Rồi, còn em muốn chỉnh tấm hình này gì nữa không? Em thấy là cơ bản khi mà đã chụp đúng cái góc độ nè, ánh sáng thì tấm hình góc nó đã đẹp lắm rồi. Thật ra khi mà đứng nhìn bên điện thoại mọi người, nó rất đẹp rồi, bỏ app nó không biết chỉnh cái gì luôn á. Rồi, thì các bạn thấy là khi chụp đẹp rồi thì nó gần như không chỉnh gì nhiều. Ha. Rồi, đó là cái mà mình muốn chỉnh cái gì thì mình chỉnh đó. Thì cái mà hướng dẫn cơ bản của cái app này thì Sam sẽ gửi cho mọi người. Nhờ ban tổ chức gửi mọi người. Yeah. Nên là mọi người cũng đừng có quá quan tâm tới cái việc mà sử dụng nó như thế nào. Như vậy là ngoài cái video về bài học ngày hôm nay thì anh Sam còn sẽ khuyến mãi thêm cho mọi người cả cái một cái video ngắn về cách sử dụng app nữa. Cả nhà mình yên tâm ha. Anh cho cả nhà xem lại coi cái app nó tên là gì vậy anh? App tên là Epic nha mọi người.
chữ E nè. Đây, đây biết. Mọi người vào App Store, mọi người gõ chữ Epic. Chữ E cả nhà. Chữ Epic. Epic. Chữ bờ phở. Đây nè, cái này nè. Đây. Cái logo của nó màu đen đen á cả nhà. Trời, cảm ơn em rất là nhiều. Chứ Hưng hỏi là mình còn ai thắc mắc gì đâu không ạ? Dạ, cả nhà ơi, thật ra thì để có thể tạo ra một bức ảnh chuyên nghiệp được như anh Sam hay là cỡ cỡ như ảnh á, thì phải mất thời gian trải nghiệm và thực hành rất là nhiều. Và tùy vào mỗi một trường hợp cá nhân riêng lẻ của mỗi người chúng ta gặp thực tế á, mà sẽ ứng dụng khác nhau. Thì anh ơi, thôi lỡ rồi hỏi xíu. Em biết á là anh có dạy học trò. Vậy thì hiện tại anh một cái khóa học chụp cho cô dâu bằng điện thoại như vậy á là bao nhiêu vậy anh? Thì anh có khóa online cũng như là theo yêu cầu của bà Trùm á, yeah, là cũng mong muốn là, tại thật ra là học online cũng khá là khó, mọi người cũng không phải ai cũng học online được, và có nhu cầu của các bạn không chỉ chụp ảnh mà còn quay phim nữa, yeah, cho nên là sẽ mở một khóa đặc biệt cho mọi người vào ngày 27, 28 tháng 9 này. 27, 28 tháng 9. Chụp hình. Đúng rồi, quay phim luôn. Yeah. Anh, tức là edit được cái video. Đúng rồi. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu là nhiêu? Ý là khóa học hiện tại giá nhiêu? Thì thình thường á, thì học, là dạ. Cái, thật ra cái, mọi người thấy á, là cái giá trị của việc hình ảnh rất là cao. Thông thường á, là Sam sẽ thu học phí là 7 triệu, nhưng mà bạn Thanh cũng có chia sẻ là có ưu đãi riêng cho những học viên ở đây. Dạ. Anh ơi, ưu đãi riêng là giờ nhiêu anh? Em nghĩ là dưới cũng nhiều người muốn hỏi giờ ưu đãi riêng. Ưu đãi riêng cho chương trình ngày hôm nay là ví dụ các bạn khi đăng ký học nè, chụp hình, quay phim, em xin thêm luôn là xử lý luôn mấy cái clip để đăng lên TikTok được không anh? Được. Dạ, bao gồm luôn. Dạ, nhiêu. Thì khóa học này chỉ giới hạn trong đợt này là chỉ nhận 50 người nha. Thì học phí là 2 triệu rưỡi cho 2 ngày học. Thì sau học xong á, là các bạn sẽ chụp được đẹp hơn cũng như là quay biết cách quay clip, dạ, làm TikTok. Dạ. Cả nhà mình ơi, duy nhất ngày hôm nay, chỉ một ngày duy nhất 7 triệu. Chỉ còn 2 triệu rưỡi mà thôi. Chụp hình, quay phim và edit TikTok nữa ạ. Và Hân nghĩ là các bạn có để ý là không chỉ chụp hình không đâu, mà MC tụi em cũng vậy. Bây giờ khách hàng tìm kiếm mình thật ra là cũng đều thông qua Facebook, thông qua TikTok. Nhiều khi mình nói tốt hoặc là nhiều khi mình trang điểm rất là đẹp, nhưng mà khách hàng người ta không thấy được những sản phẩm đẹp của mình trên phương tiện truyền thông á, thì đôi khi là điều đó là mình mất khách thì rất là uổng. Và Hưng nghĩ là với cái giá mà 7 triệu mà anh giảm một phát 4 triệu rưỡi, là chỉ còn 2 triệu rưỡi mà thôi cho một mùa chinh chiến cuối năm, thì em nghĩ rất là ổn á cả nhà. Như vậy thì anh ơi, ví dụ như bây giờ muốn học thì đăng ký ai giờ anh? Thì mình có thể đăng ký, mình chuyển khoản thông qua số điện ghi số điện thoại với tên, thì nhân viên của Sam sẽ liên hệ lại cho các bạn. Dạ. Hiện tại là bạn nhân viên nào đang phụ trách vụ này đưa tay lên giùm Hưng được không ạ? Đây, bạn nhân viên, sếp. Dạ, rồi, cả nhà ơi, nếu như chúng ta yêu thích photographer Sam Nguyễn và chúng ta mong muốn rằng mình có những cái skill, những cái kỹ năng thật là tốt để tạo ra những bức ảnh hoàn hảo cho sản phẩm của mình, thì xin mời cả nhà mình có thể liên hệ với phu nhân của anh Sam. Và lưu ý, chỉ duy nhất trong ngày hôm nay khóa đào tạo 7 triệu, chỉ còn 2 triệu rưỡi mà thôi. Nhanh tay ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì thật ra là nếu mà ở đây quyên hội trường mà bu lại bạn kia thì sẽ rất là khó, cho nên là mà em mình tạo cái QR code đó, mình gửi mọi người chuyển khoản thì nhân viên Sam sẽ tư vấn sau. Mình thì đang có sẵn cái QR code đó không anh? Có QR code. Rồi. Dạ, xin mời kỹ thuật giúp giùm em. Thì mọi người chỉ cần chuyển khoản và ghi họ tên, số điện thoại, thì các bạn nhân viên của Sam sẽ liên hệ các bạn và chăm sóc.
Chứ đây mà cả mấy trăm người mà bu vào một người thì là choáng luôn á. Dạ thầy ơi, em có một câu hỏi vậy. Rồi, em cứ hỏi đi em. Dạ, hình mình chụp rất là nét nhưng mà đăng lên Facebook. 27, 28 tháng 9. À sao? Dạ, hình mình chụp rất là nét nhưng mà đăng lên Facebook, các mạng xã hội nó bị mờ đó. Làm sao rằng cho đăng lên Facebook nó rõ hơn vậy thầy? À, thì Sam có cái clip nha. Thì Sam sẽ gửi cái clip đó cho mọi người. Ha. Có video hướng dẫn. Thì cái nào mà trả lời qua video thì Sam trả lời qua video nha. À, mọi người lưu ý nha, bạn Tịnh mới hỏi câu ngày mấy á, thì là ngày 27, 28 tháng 9 là cuối tháng này. Là học 2 ngày. Học offline. Học Sam offline nha cả nhà. Sam có khóa online, chụp ảnh thôi thì là 890 ngàn. À, nếu mà bạn đăng ký thì sẽ được giảm 200. À, khóa online là còn 690 ngàn. Đó, khóa online thì đặc biệt dành cho các lớp học hôm nay thôi. Còn cái đây là khóa offline. Thì như nãy bạn MC cũng chia sẻ đó. Thì ngày 27, 28 tháng 9 này